Chào cả nhà mình, hôm nay lên giỏ máy lỡ nha các chị đẹp nhà em ơi. Nay live sớm nha cả nhà ơi, cả nhà vào live đi ạ. À, hàng rất là đẹp. Em chào chị Liên Lê, em cảm ơn chị Liên Lê nhiều. Ừ. Lên đi, lên em, lên em ảnh. Em chào chị Sang Hoàng. Đồ hôm nay đẹp nha cả nhà. Cái lô này em sẽ có dừa màu với dừa bông cho cả nhà luôn nha, nhưng mà em có hai bông à, do là còn số lượng nhỏ lẻ nên là em like luôn. Ủa nè, em chị Tư, em chỉ cắt chung luôn. Lô này được nhiều màu. Có màu đen nha chị ơi. Có màu đen. Xong hả Quý? Bộ 120 ngàn chị, phí ship 20 ngàn trên đơn. Tổng cộng là em có 10, em có 8 màu và hai họa tiết cho cái chị. Ở cái lô này em vừa có màu mà em vừa có bông luôn. Nhà bông thì chỉ có hai bông thôi nha cả nhà, nó cùng một kiểu. Rồi, chốt giúp giùm em mẫu này, màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu xanh. Lên giúp em màu này màu xanh nhạt đi cả nhà. Lên giúp em màu xanh nhạt đi ha. Rồi, màu đen. Em đang mặc là màu xanh nhạt cả nhà ơi, từ size 1 đến size 6 giúp em nha cả nhà. 45 kg đến 76 77 kg cả nhà mặc vừa. Bỏ em mặc lên giúp em màu xanh nhạt chị Cảnh Mỹ. Chưa xong hả? Nó bị vậy. À. Đừng chốt bộ em đang mặc, cái chị cứ lên giúp giùm em là cái chiều cái màu nha. Với lại là chị cho em luôn giúp giùm em cái chiều cao nha chị Cảnh Mỹ ơi. 57 kg chị cao bao nhiêu ạ? Bung ra giùm em bộ size 2 chứ. 57 kg cả mặt chị. Thun lai dông chị, màu là bên em là thun lai dông thôi ha. Lai dông hoặc là solen thôi. Cũng được chị, 5 7 kg ok. Tiệc trên 57 kg trở lên, 57 cao mấy 57 thì mặc được. Ừ. Thường giả mèo nó giãn nhiều hơn giả bông.
Cái chị lên cân nặng thì lên luôn giúp em chiều cao ha. Chị nào biết size rồi thì lên size giúp em. Rồi chị Cảnh Mỹ à, xanh nhạt size số 3 cho chị Cảnh Mỹ. Mét 50 mà 57 kg mặc size 3 nha chị Cảnh Mỹ, size 2 mặc không vừa. Xanh xanh nhạt size số 3. Cái chị lên giúp em là xanh nhạt nha, tại em còn một hai ba cái màu xanh nữa lận. Rồi, xanh size 3 cho chị Ngọc Phượng. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em. Bộ này size 1 á là 50 51 kg trở lại ha. Bộ này size số 1 thun màu á, thì nó sẽ co giãn nhiều hơn tí xíu. Nên là cái chị ví dụ như chị nào cao từ 1m57 trở lên. Ví dụ em nói là size 1 52 kg trở lại thì cái chị cao 1m57 trở lên giúp giùm em, còn chị nào 1m55 trở xuống thì 50 kg trở lại giúp em thôi. Cả nhà nha. Rồi size số 2 là 56 57 kg, size 3 là 62 kg, size 4 là 67, size 5 là 72 kg và size số 6 là 77 kg. Cả nhà ha, 77 78 kg mặc được. 68 kg cao 1m52, size 5 màu xanh nhạt chốt cho cô Mỹ Lệ. Rồi màu này cả nhà chốt giúp giùm em là màu đen, đẹp lắm cả nhà. Chốt em màu này là màu đen nha, màu đen. Cái kiểu này may dễ thương lắm. Dễ mặc. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu tím. Cả nhà chốt em màu này là màu tím. Màu tím cả nhà ơi, màu tím. Lên giúp em màu tím cả nhà, màu tím. Hai bộ đen size số 5 cho chị Đinh Bảo. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà, màu tím à, rất là đẹp luôn. Chốt em màu tím. Rồi em có màu này là cả nhà lên giúp em màu xanh lá. Cái chị lấy xanh nhạt hay là xanh lá thì cái chị phải lên kỹ giúp em nha, để thôi xanh xanh là em lấy lộn màu đó. Em đang mặc trong người em là xanh nhạt, còn cái này cái chị lên giúp giùm em là màu xanh lá. Size 1 là 52 kg. Tùy theo chiều cao nha, nên là cái chị phải kèm theo cái chiều cao giùm em. Ví dụ em đọc 52 kg là cái chị cao trên 1m55 á, 1m56, 57 trở lên giúp em, gọn gọn người. Rồi lên giúp em màu này là màu xanh lá cả nhà, màu xanh lá. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em nha. Lên giúp giùm em là mã này là mã, màu này là màu màu da đi các chị. Lên giúp việc chồng hả? Cái này các chị lên giúp giùm em là mã nâu đi cả nhà, mã nâu ha. Lên giúp giùm em mã này là mã nâu ạ. À. Bông nâu, lên giúp em là bông nâu. Em sẽ có hai cái họa tiết bông nó kèm vô trong cái lô này nha cả nhà, nên là cái lô này nó vừa bông và nó vừa màu. Đó, chị nào thích bông thì lấy bông. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu đỏ. Màu đỏ này là cái màu đỏ thấm á cả nhà, nó rất là đẹp nha, nó không phải là đỏ tươi. Rồi lên giúp giùm em màu đỏ. Màu tím size số 2 cho chị Ngọc Niềm Nguyễn. Rồi lên giúp em màu đỏ cả nhà, màu đỏ. Đỏ này đỏ thấm không phải đỏ tươi nha cả nhà. Đỏ tươi nó khác nha. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu hồng rút. Màu này rất là đẹp. Màu hồng rút giúp em nha, màu hồng rút. Đẹp lắm cả nhà ơi, vải rất là đẹp nha. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu màu hồng đất. Màu nhạt hơn tí xíu là màu hồng đất cả nhà ha, màu hồng đất. Nâu size số 1 em chốt cho chị Thanh Lê. Đây này, này, chị, này. Hồng rút size số 3 em chốt cho chị Ngọc Phượng. Nâu size số 4 cho bà ngoại Xì Tin. Bộ này size số 4 là 60 63 kg đến 67 kg mặc nha cả nhà. Size số 3 là 62 kg trở lại cả nhà mặc vừa. Form này là form màu thì thường nó sẽ thoải mái hơn cái form bông của mình. Hồng rút size số 3 cho chị Cẩm Mỹ. Lên giúp em mã này là mã lạ. Lên giúp em mã này là mã lạ đi cả nhà. Cái họa tiết này, họa tiết bông là em sẽ có mã bông, mã nâu ha, mã nâu với lại là mã lạ. Cả nhà chốt giúp em mã lạ. Rồi, màu này cả nhà lên giúp giùm em là cà phê sữa. Màu cà phê sữa. Cà phê sữa nhạt. Màu cà phê sữa nhạt. Cả nhà chốt em. Rất là đẹp luôn, kèm cái vải nữa. Cái vải nó dày dặn, nó rất là đẹp luôn. Rồi tổng cộng là em có 8 màu và em có 10, em có hai họa tiết nha cả nhà. Hai bông. Màu hồng rút size số 6 cho chị Nguyễn Chính.
75 kg mặt size 6 giúp em chị Ly Trần. Lạ 4 em chốt cho bà ngoại xì tin. Ok, lạ 4 cho bà ngoại xì tin. Rồi em đang mặc là màu xanh nhạt nha các chị. Em đang mặc là màu xanh nhạt. Rồi cả nhà chốt em màu này màu xanh nhạt nha. Đơn hàng quần áo, đơn hàng quần á các chị ơi, hiện tại bây giờ là em hết quần số 3, em hết quần số 4. Nên á là bây giờ các chị có đơn đồ á thì cái nếu mà có quần á thì mấy chị nói mấy bạn gửi kèm theo, còn đơn quần không lẻ thì em không có bán, tại vì giờ không có quần để bán chung cho mấy chị kia nữa thì em không có nhận cái đơn quần lẻ ha. Cà phê sữa size số 1 cho chị Thanh Lê, chị Dư Hồ chốt cái gì không có hiểu chứ ơi. Số điện thoại của chị là 0860 hay là 0868? Hôm bữa chị cho em á là bên em gọi thì alo xong rồi tắt, rồi xong gọi lại thuê bao. Nên là cho số điện thoại thì nhìn kỹ giúp em để bấm lộn cả nhà nha. Vải thun lay dông như cả nhà. Xanh nhạt với cà phê sữa size số 1 em chốt cho chị Em Thái. Mã lạ size số 4 cho chị Nguyễn Ngân. Chị Nguyễn Ngân ơi, chị Nguyễn Ngân 65 kg, chị Nguyễn Ngân cao bao nhiêu ạ? À? Đây là màu cà phê sữa cả nhà, rất là đẹp luôn. Em là 1m58 nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái chiều cao em mặc nha. Em là 1m58, em 48 kg. Em đang mặc bộ này là size số 1 nè. Size số 1 là tầm khoảng 52 kg, cao trên 1m55. Rồi size số 2 là cho chị nào 57 kg, cao trên 1m55 luôn. Size số 3 là 62 kg, cao cũng trên 1m55 giúp em. Nói chung là cái nào mà nó lên 2 kg 2 kg là nó sẽ cao hơn 1m55, lấy cái chuẩn cao hơn 1m55 giúp em ha, tầm khoảng 1m57 trở lên. Rồi, lên giúp em màu này là màu cà phê sữa cả nhà, màu cà phê sữa nhạt rất là đẹp. Ok, chị Nguyễn Ngân 1m62 65 kg, em lấy cho chị C4 nha. Rồi, lên giúp em màu này là màu cà phê sữa cả nhà. Chốt em màu cà phê sữa. Rồi mã này cả nhà lên giúp giùm em là mã lạ. Màu á là vải vải thun, nói chung là vải thun hết đó chị. Màu hay là bông gì em mặc cũng là vải thun hết nha. Rồi chốt em bộ này. Quần size 5 thì em có nha chị. Quần size 5 là em có nha, nhưng mà em sẽ không có bán đơn cái đơn quần không. Nói chung là mấy chị có đơn quần áo, đơn đồ bộ, đơn gì em không biết. Nhưng mà kèm theo giùm em chứ đơn quần không là em không có đi nha. Em không có đi đơn quần không, em không có bán quần lẻ. Rồi lên giúp giùm em mẫu này nha cả nhà. Lên giúp giùm em mã này là mã lạ. Mã lạ hàng bông nha cả nhà. Lên giúp giùm em là mã lạ ạ. Tình chết thế. Đó là chị Thúy có đơn hàng hay gì đó, chị đơn đồ bộ, đơn gì đó nói mấy bạn kèm theo giùm em nhé. Màu cà phê sữa size số 3 cho chị Hồng Hạnh Dương. Ok chị Hồng Hạnh Dương. Rồi chốt giúp em đi cả nhà ơi, mã này là lên giúp em mã lạ nha, 120.000 một bộ, rất là đẹp. Lên giúp giùm em màu này là màu hồng ruốc. Ủa màu hồng đất chứ. Màu này lên giúp em màu hồng đất, màu hồng ruốc nó sẽ đậm hơn nha. Lên giúp em màu này màu hồng đất. Rồi cả nhà lên giúp em màu hồng đất. Đẹp quá. Chốt em màu hồng đất nha cả nhà, màu hồng đất nha. Em là 1m58 em mặc cỡ này nha, nên là cái chị đẹp nhà em để ý cái chiều dài giùm em. Lạ kèm size giúp em đi chị Thanh Nguyễn ơi.
Chưa biết size thì lên giúp em cân nặng và chiều cao. Không có cân nặng chiều cao không biết là đừng lấy size. Cà phê sữa size số 4 cho bà ngoại xì tin. Mẫu đó là mẫu gì chứ ơi? Chị Xuân Thu ơi, chị 63 kg, chị cao bao nhiêu ạ? Mấy chị không có size, em xin phép em bỏ qua luôn nha mấy chị. Không có size ha, em xin phép em bỏ qua luôn. Mà số ký không có chiều cao á thì em cũng không biết đường, em lấy size em bỏ qua luôn. Chị nào có size hay gì là rõ ràng ha, thì em chốt cho mấy chị. Rồi lên giúp em màu này là màu nâu cả nhà, màu nâu. Chốt giúp giùm em là màu nâu nha các chị. Cái bông rất là đẹp. Chốt em màu nâu cả nhà ơi, màu nâu. Màu cà phê sữa với màu xanh nhạt. Chốt cho cô nghe. Màu cà phê sữa với màu xanh nhạt con lấy cho cô hai bộ nha cô. Còn bông thì con có mã nâu với mã lạ, cô lấy cái nào thì cô lên giúp con. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nâu nha cả nhà ơi, nâu. Hồng đất size số 3 em chốt cho chị Hồng Hạnh Dương. Nâu size số 3 em chốt cho chị Thùy Trang Trần Thị. Rất là đẹp luôn cả nhà. Chị nào không có size em bỏ qua nha cả nhà, không có size ha. Còn các chị lên số ký thì lên luôn giúp giùm em cái chiều cao mới biết đường lấy size. Nâu 3 em chốt cho chị cà rốt. Em không có mẫu hoa ha, thì mẫu hoa em có lạ với nâu đó, chị lấy cái nào thì chị lên giúp giùm em kèm theo cái size. Chị Nguyễn Ngân nha. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Cà phê sữa. Size số 5 cho chị Mỹ Lệ, Mỹ Lê. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Lên giúp em màu này là màu nâu. Họa tiết bông là em có lạ với nâu. Các chị lấy cái mã nào thì các chị lên giúp giùm em cái size. Số cho số ký thì cho luôn giúp giùm em cái chiều cao cả nhà. Rồi màu này màu đỏ. Đỏ này nó là đỏ thấm nha cả nhà. Có nghĩa là đỏ không có bị chói. Đỏ tươi thì nó sẽ chói hơn, còn cái màu đỏ này ở ngoài nó đầm đầm, rất là đẹp. Cho em cân nặng chiều cao đi, em không có canh theo size L, XL gì hết nha chị Thanh Nguyễn ơi. Mới mua bên em lần đầu tiên hay gì chị, thì lo cho giúp em cân nặng và chiều cao đi chị. Em không có mai, em tham mai theo cái form 1, 2, 3, 4, 5, 6 chứ không có ML, XL nha. Số 5 chị. Màu nâu size số 3 cho chị Nguyễn Phương. Mã lạ size số 2. Chị Hà Khánh Hà là lạ với nâu size số 2 hết hả chị? Đúng không ạ? À? Đúng thì ok giúp em ha chị Hà Khánh Hà ơi. Cho em cân nặng chiều cao của chị đi chị Tú Vân. Màu nâu size số 6 cho chị Tô Tuyết. Màu nâu size 6 cho chị Nguyễn Chính. Màu nâu size số 2 cho chị Nguyễn Phương. Màu nâu size số 6 cho cô Nga. Một mét rưỡi nặng 55 kg, mặt size số 3 vừa không em? Mặt size số 3 vừa không em là chị sợ chật hay là chị sợ rộng? Chị Hồng Hạnh Dương. Nâu với lạ size số 2 cho chị Nguyễn Kim. Nếu mà chị gọn người, chị sợ mặc size số 3 rộng thì chị lấy size 2 nha. Còn nếu như mà chị lớn tuổi, chị tròn người, chị thích mặc thoải mái thì chị lên size 3 giùm em. Tại vì cái size của chị nhiều khi nó giữa giữa size 2 với size 3. Em không biết là canh theo cái nào thì cái tạng người của chị đó, gọn người, thích mặc ôm nha. Gọn người, thấy mình gọn người, mặc dù mình 1m50, 55 kg nhưng mà mình rất là gọn thì lấy size 2. Còn nếu mà tròn người, lớn tuổi thì lên size 3 giùm em nha. Đỏ cao 1m55, nặng 57 kg. Rồi size số 2 cho chị Trần Subin. Rồi em tư vấn cho chị rồi đó, chị Hồng Hạnh Dương, chị chọn size giùm em ha. Một bộ nâu size số 2 cho chị Phúc Nguyễn. Rồi chốt giúp giùm em màu đỏ nha cả nhà, màu đỏ. Mã lạ là hàng bông nha cả nhà, nó là bông nha. Rộng thì cái chị nhấn ben vô nó rất là dễ, còn chật thì bắt buộc cái chị phải đổi nha, tại vì nó không có chỗ nới nên là mình phải đổi ra, mình phải đổi hàng. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà ơi, mã này là mã lạ nè chị.
Mã này là mã lạ nha. Nâu ba em chốt cho chị Chiến Thoan. Rồi chị lấy size 3 thì chị chốt bộ nào đó, chị kèm cái size số 3 phía sau giúp giùm em nha chị Hồng Hạnh Dương ơi. Mà hàng màu này á, là em canh cho cái chị 57 kg trở lại ha. Hàng màu là từ 50, size số 2, ví dụ như hàng màu là size số 2 53 đến 57 kg, thì chị nào 56, 57 kg thì vui lòng cao 1m57 trở lên giúp em. Còn chị nào hơi thấp người thì 55 kg, tùy theo cái chiều cao của mấy chị đó. Hoặc là mấy chị 1m50 nhưng mà mấy chị 55 kg mà mấy chị gọn người thì mấy chị lấy size 2 cái chị mặc được. Còn nếu mà lớn tuổi hoặc là tròn người tí xíu thì lên size 3 giùm em nha, mặc cho nó ok. Mã lạ size số 5 em chốt cho chị Thanh Phạm. Ok chị Thanh Phạm, 55 kg cho em chiều cao. Rồi cái chị cho cân nặng thì cho luôn giúp em cái chiều cao ha, tại vì nó liên quan đến cái chiều cao nữa em canh mới chính xác được. Ví dụ em canh cho mấy chị có rộng thì cũng không có rộng nhiều đó. Mình có thể mình bóp nhẹ vô tí xíu vẫn ok. Một bộ đỏ size số 5 cho chị Trần Lệ. Ok chị, đây màu đen nè cả nhà. Rộng hay không là tùy cái tạng người của chị còn 60 kg là em canh size số 3 nha. Mã lạ size số 3 cho chị Gấu Bà. Chứ giờ sao biết mấy chị mặc vừa, sao biết mặc rộng, mấy chị thì size 2 em canh 57 kg. Thì size số 3 là từ 58 đến 62 kg. Bây giờ mấy chị 60 kg, mấy chị hỏi em size 3 mặc có rộng không? Cái chị nghĩ em hỏi chị cười cái chị cái câu đó chị trả lời được không chứ? Sao mà biết canh sai ha. Em canh thì em canh chung chung cái khoảng vậy thôi, chứ sao em biết mấy chị mặc vừa hay là rộng so với mấy chị được. Nó tùy theo tạng người của mình nữa mà. Em chào chị Nhung Lê. Màu đen size số 4 cho chị Anh Trần. Màu đen size số 3 cho chị Liên Lê. Đen 5 cho chị Thanh Phạm. Đen 6 em chốt cho chị Tô Tuyết. Chị Trần Su Bin chốt cái gì chứ ơi? Chốt cái gì chứ? Dòm đơn bộ đen xốp là sao em chưa hiểu chị chốt. Chị chốt cái đen size số mấy chị cứ lên giúp giùm em. Còn dồn đơn hay là cái gì đó cùng một like là mấy bạn nhà em sẽ tự động dồn cho chị. Còn chị cái like khác mà chị nhờ mấy bạn nhà em dồn chung thì phải nhắc mấy bạn chốt đơn. Đơn này ngày mai bên em mới gọi chốt nha cả nhà. Hôm nay là mấy bạn chốt đơn nhà em sẽ ốp máy nha. Hôm nay bên em cái bộ phận chốt đơn sẽ không có làm việc nha. Em chỉ livestream cho các chị thôi. Rồi ngày mai mấy bạn nhà em mới gọi điện chốt đơn. Sáng ngày mai tầm khoảng 9 giờ rưỡi các bạn nhà em sẽ bắt đầu gọi điện chốt đơn cho các chị. Màu đen size số 3 cho chị Nguyễn Phương. Em nhắc lại nè cả nhà ơi, chị nào 1m50 mà 55 kg mà thấy mình gọn người thì cái hàng màu này chốt giúp giùm em là size số 2 nha. Chốt giúp em size số 2. Còn nếu mà mình lớn tuổi, mình trên U60 rồi, hoặc là mình tròn người, mình có bụng nhiều thì lên size số 3 giùm em. Ok ha. Em cảm ơn chị Nhung Lê rất là nhiều. Đen 3 cho chị Chiến Thoan. 58 cân mà 1m63 thì mặc size số 2 nha chị Nguyễn Duyên ơi. 120.000 một bộ. Đen 3 em chốt cho chị Gấu Bà. Đen 5 em chốt cho chị Trần Lệ. Chị Liên Lê số 3 vừa gọi bị rộng thì bộ này em lấy cho chị size số 2. Vậy cho em cái dòng 1m6 thì bộ đen này em lấy cho chị size số 2 đó chị. 1m6 58 kg đó chị Trần Liên. Chị Liên Lê. Vậy mai mốt chị chốt hàng ở bên em chị cứ chốt size số 2 thôi nha. Chốt size số 2 thôi chứ dập ly mà mấy chị mặc size số 3 mà mấy chị nào còn nói mấy chị mặc rộng nữa là em không có biết sao để em canh size luôn đó. Nó rộng là nó rộng theo cái kiểu dập ly nha chị, tại vì hàng đó chất vải không có co giãn là nó theo cái kiểu khác nha. Chị Liên Lê. Em giải thích cái vấn đề đó rất là nhiều lần rồi mấy chị.
Tại vì cái bộ dập ly mà size số 3 mà em 1m58, em 48 kg, em mặc cái áo vô nó vừa vậy, còn cái quần nó rộng là bình thường nha. Tại vì người ta canh tới 60 kg mà mấy chị có 50 mấy kg, mà mấy chị mặc cái quần nó vừa rồi, cái người 60 kg sao người ta mặc. Nên là cái chị nhỏ ký thì bắt buộc là cái quần nó phải rộng rãi nha. Còn ví dụ như là cái chị nào mà còn cái áo là mình mặc vô ôm trong người nó vừa là ok. Còn cái quần thì không thể nào mà so theo so. Ví dụ như em canh cái bộ đó từ 50 kg đến 60 kg, mà cái chị 50 kg chỉ mặc vừa cái quần rồi 60 kg thì sao người ta mặc. Chị Trần Subin ơi, em lên mẫu nào chốt giúp em mẫu đó. Còn ví dụ chốt cái mẫu này màu đen thì lên giúp giùm em là đen, chứ tự nhiên lên cái mẫu giống bộ chị vừa chốt là sao em không hiểu. Có nghĩa là chị chốt thêm thì chị để giúp em là chốt thêm nha. Hay là sao chị chốt em không có hiểu nha, em không hiểu. Bây giờ em lên đen thì chị cứ lên đen đi, chị lên giống người ta vậy đó. Chứ tự nhiên kêu em lấy thêm đen rồi lấy cái bộ giống em vừa chốt là sao, nãy giờ em lên có một mẫu, một em đâu có lên hai mẫu đâu. Không có quần dài chế, không có quần dài nha. Của chị Nguyễn Phương là lấy size số 2 chị. Rồi chị nào đã tự chọn được cho mình cái size rồi thì vui lòng lên luôn giúp giùm em cái size, đừng có lên cái số ký nữa cả nhà nha. Đừng có lên số ký nữa. Màu đen chị. Ống rộng dài em đang hết hàng cả nhà. Bấm rồi chị, bấm rồi. Đổi lại xe 2 chị. Chị Trần Phương á nha. Nguyễn Phương. Đúng rồi. Xe 2 hả chị? Chị Nguyễn Nương lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chứ ơi. Chắc hẹn gì dưới đó chị. Chị mặc size số 5 được rồi chị Mỹ Lệ, chị lớn tuổi là chị u bao nhiêu rồi chị? Lớn tuổi là mình u bao nhiêu rồi ạ? Đen 4 em chốt cho chị Hiền Nguyễn. Dạ không có nha chị Xuân Kiều ơi. Bộ màu nâu của chị Nguyễn Phương chỉ kêu đổi lại cho chị size số 2, đổi lại size số 2 luôn đi chị. Chị nào mà tự canh size được á thì á lên cái size giùm em luôn, em khỏi canh cho mấy chị nha. Dạ em chốt cho chị rồi mà chị anh Trần, màu đen em chốt cho chị rồi mà. Em có đọc tên rồi, vui lòng để ý giúp em đi cả nhà ơi. Các chị vui lòng để ý giúp em, chị anh Trần có đơn rồi ha, bộ màu đen đã chốt rồi. Bộ này chị mặc size số 5 giùm em nha chị Mỹ Lê. Chị muốn đổi lên size 6 thì em đổi, nhưng mà rộng á, là về tự bóp vô giùm em nha. Cái chị mà em cần lên size á, thì cái chị không có chịu lên. Còn cái chị mà không cần lên size á, thì đòi 1, 2 phải lên. Chị muốn đổi, chị muốn giữ nguyên size 5 hay là chị muốn lên size 6? Muốn lên size 6 thì em lên size 6 cho. Rồi màu này lên giúp em mà là màu xanh lá cả nhà ơi, màu xanh lá. Bộ em mặc là 120 chứ, 120. Chốt em màu xanh lá thì cả nhà. Chị anh Trần là mặc size số 4. 1m56, 66 kg.
Chị nếu như mà chị bình phơm người tạng người của chị bình thường nha, không có dạng như là bụng không có to quá nha, không gọi gì không có bự á, mà mình cũng không có lớn tuổi lắm thì chị chốt giúp em size số 4. Còn nếu mà chị trên U60 rồi thì chị lên giúp giùm em là size ở quên chị lên giúp em size số 5. Xanh lá size số 4 em chốt cho chị Phước Trần Hồng. Màu đen với màu nâu em lấy size số 2 rồi. Ok chị Nguyễn Phương em đổi lại cho chị size 2 hết rồi đó. 65 kg cao bao nhiêu chị Phương Ngọc? Xanh lá size số 5 cho chị Thanh Phạm. Vải thun nha chị Nguyễn Trúc. Rồi lên giúp giùm em bộ này màu xanh lá cả nhà, rất là đẹp. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu hồng hồng đất. Chị Nguyễn Mỹ lên 60 kg, 60 kg cao 1m6 thì mặc size số 3, chị vẫn là size số 3 nha. Ủa lên hồi nào vậy? Lên nào không hay luôn á. Nãy giờ em chưa đi xuống luôn á, nãy giờ Ừ. đáng mất công đi lên đi xuống, sao nghe nó khôn. Một mét 57, 65 kg mặc size 4 chị. Em chốt cho chị Nguyễn Hải. Chị Nguyễn Hải size số 2 luôn. Rồi lên giúp em màu hồng ruốc cả nhà ơi, màu hồng ruốc. Hàng màu nó dễ mặc lắm cả nhà, hàng màu nó co giãn nhiều ha. Còn hàng bông thì cái chị chú ý giúp em. Chị 1m63 nó dính liền á chị. Chị Nguyễn Duyên ơi, chị Nguyễn Duyên cho em lại số điện thoại đi chị. Cho em lại số điện thoại không á, tại vì cái số điện thoại của chị nó bị dính với cái chiều cao á. Hồng đất size số 5 cho chị Thanh Phạm. Xanh lá size số 3 cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Xanh lá màu đen 1m65 nặng 68 kg size 4 chốt cho chị Hoa Cỏ Mai. Hồng ruốc size số 3 cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Hồng ruốc size 5 em chốt cho chị Thanh Phạm. Em có hồng đất nữa đó nha chị Thanh Phạm ơi, chị Thanh Phạm có lấy hồng đất không hay là chị lấy hồng ruốc? Màu hồng đất thì nó sẽ nhạt hơn nè, chị có lấy luôn không hay là chị bấm lộn? Bấm lộn thì em xả cái bộ hồng đất ra. Màu em mặc là màu hồng ruốc cả nhà, màu hồng ruốc. Cái chị lên lại giúp em nha, em có độc lộn thì cái chị lên lại giúp em màu này là màu hồng ruốc. Hồng ruốc size số 1 cho chị Nguyễn Thủy. Quần dài em chưa có hàng, quần dài giả váy em chưa có hàng cả nhà. Size số 3 nha chị Thúy Lữ nha. Hồng đất size số 2 ạ. Bộ em mặc là hồng ruốc nha cả nhà, còn hồng đất nó là màu nhạt hơn nha, nên là cái chị bình luận kỹ giúp em. Em có đọc lộn thì cái chị chốt lại giúp giùm em. Màu em đang mặc là màu hồng ruốc, màu này em cầm trên tay là màu hồng đất nè. Gì bé? Ơi ơi ơi. Ok chị Thanh Phạm lấy. Em không có thun cô tông hôm nay em không có lên chị. Một bộ 120 ngàn chị Ngọc Diễm. 120 ngàn nha chị Nguyễn Nương ơi. 120. Quần giả váy lỡ. Hàng chất vải thun giúp em rất là đẹp. Màu em đang mặc là màu hồng ruốc, còn màu em đang cầm là màu hồng đất. Nên là cái chị nào có chốt nhầm thì chốt lại giúp em ha. Chị Nguyễn Phương ơi, chị lên cái size thẳng cái size giùm em luôn đi chứ. Chị đã chọn size số 2 rồi thì chị vui lòng chị lên giúp em cái size, đừng lên số ký nữa nha. Chị chốt hồng ruốc, chị cứ lên hồng ruốc 2 giùm em. Hồng đất size số 3 cho chị Ngọc Bạch. Hồng ruốc size số 3 cho chị Cà Rốt. Chị Nguyễn Thủy lấy hồng ruốc thì bình hồng đất thì bình luận lại giúp giùm em là hồng đất đi chị. Bình luận lại giúp giùm em là hồng đất đi ha. Cao 1,5 m nặng 47 kg hồng đất 1 lên giúp em là hồng đất 1. Chị Gấu Bà kèm size giúp em đi chị, chốt nhồi lên giùm em nha. Dạ em cảm ơn chị Minh Phan rất là nhiều.
Chị Gấu Bà mặc size số mấy, chốt nhồi đơn lên giùm em đi, bây giờ không có rút ra kịp nữa rồi nha. Không có rút cái đồ của chị ra, tại vì đồ là em đưa lên trong một cái đống đồ mấy chị nha. Bây giờ lên moi kiếm từng bộ của cái chị để bỏ ra nữa. Nên mày chốt nhồi lên giúp giùm em kèm cái size luôn đi ạ. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu hồng ruốc cả nha. Hồng ruốc size số 3 cho chị Thanh Thảo Bùi. 55 kg lấy size số 3 được không? Lớn tuổi, lớn tuổi là U bao nhiêu rồi chị Như Quỳnh ơi? Hồng ruốc size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Phương. Ok. Một bộ hồng ruốc 53 kg size 2 cho chị Phi Đen luôn. Hồng đất size số 1. Chị Nguyễn Thủy ơi, chị khỏi lên cân nặng chiều cao nữa, chị cứ lên size số 1 giùm em ha. Hồng đất size số 2 cho chị Trần Thị Tiến Lê. Hồng ruốc size số 4 cho chị Anh Trần. Em đang mặc là hồng ruốc, còn cái bộ em mới cầm hồi nãy cho cả nhà màu nhạt hơn nó sẽ là hồng đất nha cả nhà. Bộ em mặc chị mặc hơi thoải mái tí xíu á. Màu hồng ruốc size số 6 cho cô nghe. Bộ em mặc em đang mặc size số 1 á chị Minh Phan, chắc chị mặc hơi thoải mái về phải nhấn cái band. À, nhấn cái band lại. Rồi chị Phước Hồng Trần Hồng chật có thì gửi lại em đổi size cho mình nha. Ở trên cái bill màu hồng có cái địa chỉ của em ở bên ở trên đó đó, nên là chị gửi liền lại giúp giùm em ha, em mới còn size để em đổi cho cái chị. C3 chị. Hồng ruốc size số 4 cho chị Nguyễn Kim Ngân. Chị Như Quỳnh ở 55 tuổi là mình còn trẻ chứ mình đâu có lớn đâu chị. 55 kg mình cao bao nhiêu cho em cái chiều cao nha. 55 tuổi mình còn trẻ khô, ruốc 3 cho chị Gấu Bà. Chị Thúy Lữ 1m55 60 kg mặc size số 3 chị Thúy Lữ. Chị Phước Trần Hồng ơi, chị gửi lại cái địa chỉ ở trên cái bill màu hồng giúp em nha. Còn mấy chị không thấy địa chỉ thì cái chị cứ vào trang giúp giùm em. Vào trang hàng đẹp giá rẻ em có ghim cái địa chỉ trên đó đó. Số 3 chị. Một mét năm mươi 55 kg gọn người. Các chị thấy cái chị gọn người nha thì cái chị mặc size số 2, còn nếu mà thấy mình tròn người hoặc là U60 trở lên nha, lớn tuổi thì lên size 3 giùm em. Cái gì đổi size 3 chị Nguyễn Kim Ngân lên lại giúp giùm em đi chị. Mấy chị chốt đâu hồi từ hồi mùa thu á qua tới mùa xuân á mấy chị mới kêu em đổi, biết cái gì đâu mà đổi mấy chứ sao nhớ nha. Bây giờ á là một là cái chị đợi xuống like rồi nói với bạn chốt đơn đổi, còn không thì bây giờ chốt nhồi lên giùm em thêm một cái màu gì đó size số 3 chốt lại cái bộ mới giùm em ha. Chứ bây giờ không có lấy đồ ra để đổi lại được, tại vì đồ em quăng vô trong cái nguyên một cái đống đồ rồi nha, bây giờ không có ngồi moi ra mấy chế. Dạ 80 kg em không có chị Điệp Mai ơi. Hồng ruốc size số 1 em chốt cho chị Mai Anh Phan. Vải thun chị Linh Linh 1m55 55 kg bộ này mà hàng màu mặc size số 2 giùm em chị, 55 tuổi mà size số 2 được rồi. Mới vô á mà em mới chốt cho mấy chị 5-10 bộ á thì mấy chị còn còn đổi em còn lấy hàng ra được cho mấy chị. Còn mấy chị đẹp nha, em đợi em chốt nguyên một đống hàng rồi cái chị kêu em đổi cho mấy chị là không có lấy cái bộ đồ ra được, mà cũng không có nhớ size của mấy chị luôn. Nên là vui lòng là chốt nhồi lên giùm em thêm một bộ nữa ha. Chốt thêm một bộ theo cái size của mấy chị đó kèm theo giùm em. Cho nó nhanh ở nhà nha. Rồi xuống dưới chốt đơn có dư thì nói với bạn nhà em xả ra. Chị Như Quỳnh là 1m55 55 kg hay là 1m55 là 55 kg, cho lại chính xác giùm em mới lấy size. 1m55 mà 55 kg thì mặc size số 2, nhưng mà 1m55 mà 58 kg là phải lên size số 3. Rồi, nghe cho em chính xác cân nặng và chiều cao em mới lấy size chính xác cho mình được. Chị hỏi em thì chị cho cân nặng chiều cao khác, rồi chị chốt đơn là chị cho cân nặng chiều cao khác. Hồng ruốc size số 2 cho chị Phương Nguyễn. Tím 5 cho chị Thanh Phạm. Guốc size số mấy chị Nguyễn Nương?
Em đã tư vấn cho chị rồi đó, chị chọn size số mấy thì lên kèm giúp giùm em guốc máy kèm theo chép giùm em luôn ha. Màu rước size số 2 cho chị cu lì. Rồi, chị 1m55 58 kg đúng không? Rồi size 3. Một bộ màu hồng rước size số 3 cho chị Như Quỳnh. Tím 4 em chốt cho chị Phước Trần Hồng. 120.000 một bộ. Chị Tinh Thủy Hoa. Em nhớ lại nha các chị ơi, bộ em đang mặc là 52 kg trở lại là mặc size số 1. Chị nào 51 52 kg dưới điều kiện cao 1m57 trở lên giúp em. Rồi, size số 2 là 57 kg. Nha, chị nào 56 57 kg cũng cao 1m57 trở lên giúp em, còn chị nào 1m55 trở xuống. Nha, mà thấy mình gọn người, nếu như mà mình 56 57 kg hoặc 55 kg mà cảm thấy mình gọn người thì chốt size số 2, còn không thì lên size 3 giùm em. Nha, thà nó rộng thì nó dễ, còn nó chật cái thì nó rất là khó nha cả nhà. Chị cu lì lên giúp giùm em số điện thoại. Tím 4 em chốt cho bà ngoại xì tin. Tím 2 em chốt cho chị Tài Trần Tiến Lê. 75 kg mặc size 6 giúp em chị Yến Nga Ngô Thị ơi. Tím 3 em chốt cho chị Nguyễn Mỹ Linh. Chị Nguyễn Nương lên giúp giùm em cái màu, cái size trên cùng một dòng giúp em chết. Cho cái chị lấy đồ, chị lấy cho nó chính xác nha. Cao 1m55, nặng 55 kg mặc size số 2. Mẫu này chị Hà Hồ. Chị Mỹ Lệ ơi, trời đất cơ chế ơi, chế u bao nhiêu, u mới có 60 mấy tuổi mà sao lên size số 6, nó bự dữ lắm. Nó bự dữ lắm, bự luôn. Chị quyết định chị lấy size số 6 mà em gửi cho chị rộng là tự đi sửa nha. Em không có hỗ trợ đổi, ok không? Ok thì em lấy size 6 cho. Tư vấn từ hồi nãy giờ mà em tư vấn chị cứ cố tình chị lấy size số 6 là em chốt cho chị size số 6 là rộng tự đi sửa nha. Không trả hàng và không đổi hàng. Ok không? Ok thì em chốt. Chị Hương Mai, ngày hôm qua mấy bạn nhà em có gọi điện cho chị không? Đơn ngày hôm qua là bên em đã gọi đơn hết rồi chị nha, đơn đã gọi hết rồi đó. Chị coi giùm em coi có cục cỡ nhỏ không ha. Mẫu này em chưa có quần dài chị. Màu tím size số 2 em chốt cho chị Tinh Thủy Hoa. Hồng rút size số 2 cho chị Nguyễn Thị Luyến. Bộ em mặc là màu tím chị Thu Quyên. Bộ em mặc là màu tím. Chị Hương Mai ơi, nếu như mà không có gọi là chị không có đơn nha. Nếu mà chị nói chị không thấy ai gọi, không thấy cuộc gọi nhỏ là chị không có đơn. 75 kg chị Yến Ngô Ngô Thị ơi, chị chốt màu gì ạ? Lên màu giúp em đi chị. Quên, lấy cái ghế này ra ngồi mới được chứ. Màu tím size số 1 em chốt cho chị Thu Quyên ạ. Vậy là chị không có hàng chị, vậy là chị không có đồ nha. Nếu chị nói là chị không có ai gọi cho chị hôm qua là chị đặt không được đồ. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Lên giúp giùm em màu này là màu hồng ruốc, em lên lại màu cho cả nhà mình nha, màu hồng ruốc. Em đọc tên của chị là có rồi đó chị Như Quỳnh. Em có 8 màu và em có hai bông nha cả nhà. Cho hai bộ tím quế với hồng ruốc size số 2. Màu tím với màu hồng ruốc size số 2 cho chị xử nữ. Màu em mặc không phải là màu tím quế nha cả nhà. Màu em mặc em gọi nó là màu tím nha, nó nếu như mà em gọi nó là màu này là màu tím mực chứ không phải tím quế, nên các chị coi kỹ giúp em chỉ có một màu này thôi ha, một màu tím này thôi, chị xử nữ. Lấy hai bộ size số 4. Ok, hai bộ size số 4 chị Nga Nguyễn lấy màu nào, em lên màu chọn giùm em nha chị. Rồi, chốt em màu này nha cả nhà ơi. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng ruốc, em đang mặc là màu tím nha. Rồi, màu nhạt hơn là màu hồng đất. Tím 1 em chốt cho chị Mai Anh Phan. Lên giúp giùm em màu này là màu hồng đất cả nhà ơi. Chốt em màu hồng đất ạ. À.
Màu hồng đất. Lên giúp giùm em màu xanh lá cả nhà ơi, màu xanh lá. Chốt em màu xanh lá cả nhà, màu xanh lá. Rất là đẹp luôn. Lên giúp em màu xanh lá nha, chất thun giúp em. Khách mới cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại nha cả nhà. Đơn hàng của chị nào mà hồi nãy mà 1m50 60kg mà đòi lấy size số 6 đó, đơn đó là em chưa có chốt đâu nha chị ơi. Còn chị Mỹ Lệ nè, nếu mà chị không lấy size 5 á, thì xuống dưới nói mấy bạn nhà em đổi lên size 6 cho chị. Còn em tư vấn cho chị á, là em chỉ tư vấn vậy thôi nha. 1m52 mà 68kg là lấy size số 5. Còn chị muốn lên size 6 thì chị nói với mấy bạn nhà em lấy lên cho chị size 6. Rồi bây giờ chị cho em là chị 1m50, chị 60kg là lấy lên size 6 luôn. Là chốt thêm hai bộ khác nữa hả chị Mỹ Lệ? Cô Mỹ Lệ vậy nè. Hồng rút xe số 3 em chốt cho chị Hạnh Võ, em không có đồ sắc nách chị. Màu tím xe số 4 em chốt cho chị Trần Ngọc. Em không có màu đỏ, em không có màu đỏ đô chị Hà Thị Tiến. Màu đen thì em có ha, chứ màu đỏ đô em không có, em có màu đỏ thôi chứ không có màu đỏ, màu đỏ đô. Em chốt cho chị được một bộ màu đen nha, đỏ đô em không có nên em không có nhận cái màu đỏ đô nha chị, không có chốt nha. Chị Hạnh Võ chưa có số điện thoại, lên giúp giùm em số điện thoại chị. Chị Hương Mai ơi, chị nói với em á, là chị không có thấy cuộc gọi nhỏ thì chị là không có đơn. Tại vì nếu mà có đơn em đã đọc tên chị rồi, mà có đơn là chắc chắn bên em sẽ có gọi. Còn chị nói không có gọi là chị không có được hàng nha. Một bộ hồng đất size số 3 em chốt cho chị Như Quỳnh. Một bộ màu tím size số 2 cho chị Phi Đen. Dạ chị Thu Quyên ơi, em xin lỗi chị là em không có hỗ trợ chị được có cái khâu này nha chứ. Rồi lên giúp giùm em màu này nha các chị. Em không có thời gian chứ, không có thời gian nha. Đó là chị thông cảm cái đó, chị tự lựa giúp giùm em. Bây giờ mấy cái trang bán áo dài nó cũng rất là nhiều quá chứ. Rồi lên giúp giùm em cái này nha cả nhà, màu đen giúp em nha, màu đen. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu đỏ. Chốt giúp giùm em là màu đỏ nha. Hồng đất 1m50 nặng 60kg size số 3 cho chị Hạnh Võ. Em không có màu tím than chị Nga Nguyễn. Chị Hạnh Võ lên số điện thoại giùm em, chưa có số điện thoại. Màu hồng ruốc với màu hồng đất chị đều không có số điện thoại. Lên giúp giùm em số điện thoại. Mấy chốt đơn được nha chị. Chị Nga Nguyễn tự lựa màu giùm em. Kêu em lấy giùm mà cái màu em không có mà kêu em lấy. Rồi lấy về không chịu nha. Đây là những cái màu em hiện tại em đang có, em lên là chị tự chọn giùm em đi. Nãy giờ có lên màu tím than đâu chứ vô chứ chốt màu tím than em lấy ở đâu em chốt. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà, màu đỏ. Đỏ này là đỏ thấm chứ không phải đỏ tươi nha cả nhà. Một bộ màu đen size số 2 em chốt cho chị Tinh Thủy Hoa. Dạ chưa có quần dài nha chị Phan Điệp ơi. Cái chị mua đi, cái lô quần lỡ này em ra cho cái chị hình như còn lô bông nữa hay sao á, là em hết luôn đó. Sau này em sẽ không có ra quần lỡ nữa. Ở nhà quần lỡ bán rất là chậm nha. Nên là sau này chắc chắn là em sẽ không ra quần lỡ nữa. Em không có yêu cầu chị Tư em ra quần lỡ nữa. Và cái lô màu này và thêm một lô bông nữa là lô cuối cùng em ra cái quần giả váy lỡ cho cả nhà mình. 1m6 69kg mặc giúp giùm em là size số 5 nha chị Thi Ngọc Phương ơi. Quần lỡ bán chậm lắm. Em ra quần lỡ mấy chị hỏi quần dài. Em ra quần dài mấy chị yêu cầu quần lỡ mặc cho mát. Nên là cái lô quần lỡ này em ra nữa là hết luôn rồi đó. Mấy chị không ra nữa ha. Sau này em ra quần dài thôi, em không ra quần lỡ. Màu hồng đất size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Thị Luyến. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu nâu nha cả nhà ơi, màu nâu. Lâu lâu em mới có lô quần lỡ đó chị. Quần lỡ đợt này là em may cái như vậy là hơi bị nhiều rồi đó. Chứ em là em thích quần dài chứ em ít có ra quần lỡ lắm. Khách nhà em là chuộng quần dài nhiều hơn.
là do cái chị nói mùa này mùa hè mùa gì là mấy chị thích mặc mát nên em mới ra mấy lô quần lở đó. Mà quần lở lúc nào bán cũng phải có sale kèm theo chân, còn quần dài ít có khi nào em sale lắm. Sale mà sale cũng một vài bộ là do nó rớt lại á. Hàng bơm á em bán hết rồi, hàng bơm về một vài bộ mới mới sale cho mấy chị thôi. Còn quần lở là sau này là không ra nữa nha. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu nâu cả nhà ơi, màu nâu. Nè chị. Bên này nè. Chờ em xíu thì em lấy em quăng ngay cho. Em chốt cho chị Nga Nguyễn chốt giúp giùm em là tím 4 đi. Chị chọn màu nào thì chị lên giúp em cái màu đó nha. Rồi bông á thì em dơ lên, chị thích cái bông nào thì chị lấy cái bông đó. Chị chốt thì lên giúp giùm em là tím 4, 1m55 65 kg, mặc size 4 giúp em, bộ 120.000 chứ. Lên giúp em màu này là màu nâu cả nhà, màu nâu. Rồi lên giúp em mã này là mã lạ, em chỉ có hai cái họa tiết này thôi ha. Nó có hai cái họa tiết này kèm theo. Rồi, mã này là mã lạ giúp em. Lạ. Chốt em màu này là màu cà phê sữa cả nhà. Em chốt cho chị Tuấn Tú hai bộ ạ, à. Một bộ màu tím size số 2 với một bộ hồng đất size số 2 nha chị. 80 kg em không có nha chị Lê Vân ơi. Bộ em mặc hết không, chưa có quần dài chị. Lên giúp em màu này là màu cà phê sữa cả nhà, rất là đẹp luôn nè. Lên giúp giùm em màu này là màu cà phê sữa hả? Lên giúp giùm em cà phê sữa. Rồi màu này màu xanh nhạt giúp em. Rồi tổng cộng là em có 8 màu và em có hai cái bông ha. 8 màu và hai bông. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh nhạt cả nhà ơi, màu xanh nhạt. Cái lô lỡ màu, lô này là lô cuối cùng nha cả nhà ơi. Đây tới Tết là em sẽ không có ra lỡ nữa. Rồi, còn cái lô bông á, thì em không biết còn lô nào không ha. Còn màu là lô này là lô cuối cùng rồi đó. Mai mốt em ra là em ra dài chứ em không có ra lỡ nữa nha. Rồi, cà phê sữa size số 1 cho chị Nguyễn Thủy. 72 kg, cao bao nhiêu chị Mai Phạm ơi? Cho em cái chiều cao chị. Em có size 72 kg nhưng mà chị cho em cái chiều cao để em coi chị mặc size số 5 hay là size số 6 chị mặc vừa. Cà phê sữa size số 3 em chốt cho chị Ngọc Bạch. Ok, đơn này ngày mai bên em mới gọi chốt đơn nha cả nhà. Đơn này ngày mai bên em mới gọi chốt đơn. Hôm nay là mấy bạn nhà em chốt, mấy bạn chốt đơn là mấy bạn sẽ ốp nha, ốp một ngày. Xanh nhạt size số 5 em chốt cho chị Thanh Phạm. Mã lạ size số 5 em chốt cho chị Hương Trần. Chị Hương Trần ơi, tất cả đơn hàng khách cũ khách mới gì cũng vậy nha cả nhà. Em gọi điện được em mới đi đơn nha. Cà phê sữa size số 5 cho chị Thanh Phạm. Một bộ đỏ, một bộ tím size số 3 em chốt cho chị Nghi Phương. 1m672 kg, mẫu này mặc size 5 giúp em nha chị Mai Phạm ơi. Mẫu màu này chị mặc size số 5 giúp em ạ. 120.000 một bộ nha. Rồi các chị muốn em mặc lại màu gì thì em mặc cho các chị. Mã lạ size số 5 em chốt cho chị Thanh Duy. Cà phê sữa size số 4 em chốt cho chị Trần Ngọc. Xong cái đợt lỡ này là em về toàn bộ cho cái chị là hàng dài ha các chị. Toàn bộ cho cái chị là hàng dài. Mấy cái lô sau em may cho cái chị là giả váy dài với lại là ống rộng dài không à. Rồi, em chốt cho chị Yến Nga Ngô Thị size số 6. Một bộ tím, một bộ đỏ với một bộ bông nâu size số 6, ba bộ size số 6 em chốt cho chị Yến Nga Ngô Thị. Bà ngoại xì tin bơm hàng em hai lần rồi nên là em không có bán lại nữa. Dạ. Bà ngoại xì tin lúc trước là có một cái nít đó là 6 xì tin là bơm em hết một lần rồi. Rồi cái đơn bà ngoại xì tin này bơm thêm một lần nữa. Nha, cái nít bà ngoại xì tin là bơm hai lần rồi. Em không có bán lại, còn nếu mà chị mua thì chị cọc cạc 100.000 giúp em. Dạ 120.000 một bộ giúp giùm em nha chị Thị Tiếp Lê ơi. Màu tím, màu tím cho em size chị Hoa Cỏ Mai. Dạ rồi để em dơ màu lại. Màu hồng ruốc với màu hồng nhạt. Màu hồng ruốc với màu hồng nhạt là màu hồng đất đó, đúng không chị Thu Ánh ơi. Size số 5 ha, em chốt cho chị. Màu nâu size số 3 em chốt cho chị Nương Nguyễn. 1m52 mà nặng 65 kg. Chị gọn người không chị Nguyễn Hà? Chị tròn người không chị?
Nếu như mà chị người của chị vừa không có tròn người lắm nha, với lại là mình dưới 60 tuổi thì em sẽ lấy cho chị là size số 4. Còn nếu như mà chị tròn người, chị thích mặc thoải mái, hoặc là mình trên 60 thì em lấy cho chị là size số 5. Chị Nguyễn Hà. Rồi em đứng lên cho các chị xem mẫu ha. Em đứng lên cho các chị xem cái màu lại, cái mẫu nó như thế này. Em đang mặc màu này là cả nhà lên giúp em là màu tím. Tổng cộng em có 8 màu và em có 2 bông ở cái lô này, có nghĩa là tổng cộng mình có 10 họa tiết. Đơn này ngày mai bên em mới gọi chốt đơn nha cả nhà ơi. Hôm nay em chưa gọi nha, hôm nay em chưa gọi chốt đơn. Cái chị có như mẫu á, thì em gắn cái hàng nút như vậy. Có mẫu là em gắn từ trên xuống dưới nha. Cái nút chỗ này nè, có nghĩa là nút chỗ này chị tao em chỉ làm 3-4 kiểu lận. Có kiểu thì gắn liền như vậy, có kiểu thì gắn một nút dài xuống, có kiểu thì gắn hai nút, hai nút, hai nút nha. Nó 3-4 kiểu gì á. Mã tím size số 5 cho chị Thanh Duy. Dạ ok chị Thu Ánh. Chị Thu Ánh là hai bộ là hồng 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 đất đó nha chị. Chỉ ghi cái gì nhạt đó chứ cái gì đó, màu tím gì đó. Chị lấy hồng đất đúng không? Hồng ruốc với hồng nhạt á. Là hồng ruốc với hồng đất á. Của chị Thu Ánh nãy giờ chị có lấy cái nào hai bộ đó không? Chị Thu Ánh hai bộ, một bộ hồng ruốc với một bộ hồng đất. Lạ xe số 3 em chốt cho chị Nghi Phương. Ok chị Nghi Phương. Chị tròn người hả chị Nguyễn Hà, tròn người vậy em lấy lên cho chị size số 5 ha. Size số 5 nha chị, một bộ đen với một bộ tím size số 5. Về có thoại về chị mặc vừa thì hơi thoải mái tí xíu, mà chị thích mặc vậy thì ok ha, còn chị thích ôm hơn thì chị nhấn bên vô giùm em tí xíu nha chị. 1m6 58 kg bộ này nếu gọn người em lấy cho chị size số 2 thôi nha chị nhí nhố ơi. Nếu mà chị trẻ chị gọn người em lấy chị size 2 thôi, còn chị lớn tuổi trên U60 thì em lấy cho chị size 3. Đen với tím size số 5 em chốt cho chị Ngọc Hà. Đen với tím size 5 cho chị Ngọc Hà. Bộ tím size số 2 em đang mặc cho chị Lữ Tiền. 65 kg 1m5 hả chị Ngọc Tiền? 65 kg 1m5 là size số 5 nha, em lấy chị size Ngọc cho chị Ngọc Tiền size số 5. Bộ em đang mặc là màu tím chị Bích Trương, cái gì chị? Size số 5 chị. Chị. Hết đen 5 hả? Chị Ngọc Hà. Rồi là hết đen 5. Ống rộng em hết hàng rồi chị. Ống rộng hiện tại đang hết rồi ha. Rồi em vô lại màu cho cả nhà mình nha. Màu này lên giúp em màu xanh nhạt, rất là đẹp luôn nè. Màu xanh nhạt cả nhà ơi. Em vô lại màu cho các chị nha. Màu này các chị lên giúp em màu xanh nhạt. Màu này các chị lên giúp giùm em là màu cà phê sữa. Và cái vải màu cà phê sữa nó đẹp. Màu cà phê sữa nha cả nhà. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu lạ. Cái họa tiết này là họa tiết lạ. Lên giúp giùm em là mã lạ cả nhà, mã lạ. Quần giả váy lỡ nha các chị đẹp. Cái này là mẫu quần giả váy lỡ, 120.000 một bộ giúp em. Rồi lên giúp giùm em là mã lạ. Chị là chị Tiền Ngọc sao hả? 65 kg 1m5 là xe 5 luôn hả? Dạ. Chị là màu tím, chị lấy tím không có đẹp. Rồi lên giúp giùm em là màu nâu cả nhà, màu nâu, màu nâu. Đen với tím với hồng đất xe số 3 em chốt cho chị Trà My Bảo Ngọc. Chị Trà My Bảo Ngọc khách mới, lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị. Chị Trà My Bảo Ngọc lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại ha. Mã lạ size số 1 em chốt cho chị Nguyễn Thủy. Tím 2 hết hả chị? Tím 2 em hết rồi chị Lữ Tiền ơi, chị Lữ Tiền chọn qua màu khác giúp em nha chứ. Tím 2 em hết nha chị Lữ Tiền ơi. Rồi chốt em mã này là mã nâu nha cả nhà, mã nâu ạ. Mã nâu. Rồi đỏ, đỏ này nó là đỏ thấm chứ không phải là đỏ tươi nha cả nhà. Đỏ này nó là đỏ thấm giúp em, lên giúp em mã này là mã đỏ hả? Rất là đẹp. Cái kiểu này dễ mặc nha cả nhà. Chị Bảo Ngọc lên giúp em chiều cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại chị.
một bộ nâu size số 5 cho chị Ngọc Tuyền. Chị Bích Trương ơi, bình thường chị mặc bên em là size 1 hay là size 2 chị? Thích mặc dày dặn, khách không là bơm hàng. Cái kỳ vậy? Thích mặc dày dặn không là bơm hàng. Trời đất ơi. Mấy chị muốn mua cái chất liệu vải như thế nào á, các chị mua về thử đi mấy chị. Chứ mấy chị em không biết mấy chị thích cái vải nó dày đến mức độ nào ha. Tím 1 cho chị Lữ Tiền. Chị Lữ Tiền cân nặng chiều cao bao nhiêu vậy chị Lữ Tiền? Dạ em cảm ơn chị Hoàng Hạnh. Tím 5 còn không chị? Tím 5 em chốt cho chị Thị Ngọc Phương Thạch. Tím 3 em chốt cho chị Thiên Thanh Trúc. Rồi chốt cho chị Lữ Tiền một bộ nâu 1. Chị Lữ Tiền ơi, chị cân nặng chiều cao là bao nhiêu chứ ơi? Chế từ size 2 chế xuống size 1 á, là chế cân nặng chiều cao là bao nhiêu? Đen tím với lạ size số 4 em chốt cho chị BB Phan. Chị Trà My Bảo Ngọc ơi, chị không có cân nặng chiều cao và không có số điện thoại, em xả đơn nha chị, em rút bill luôn nha. Rồi màu đen nha cả nhà. Tổng cộng em có 8 màu. Rồi chốt giúp giùm em là màu đen cả nhà ơi, màu đen. Quần giỏ váy là cái quần của nó mình mặc giống như cái chân váy vậy đó chị, nó bự nha, nó xòe ra như cái chân váy vậy đó. Bội mặc là size 1 hay gì? Dạ không có nha chị Hoàng Hạnh ơi, bội mặc là size 1 chị. Dạ. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đen cả nhà ơi, màu đen. Rồi màu này màu xanh lá giúp em. Màu xanh lá. Tại vì em không có bán áo lẻ các chị, bên em là chuyên đồ bộ ha, với set bộ. Rồi chốt em màu này cả nhà. Màu này màu xanh lá. Rồi màu này màu hồng đất. Chốt em màu hồng đất ạ. Màu đen size số 2 em chốt cho chị Đào Phan. Đen 3 em chốt cho chị Thiên Thanh Trúc. Vải này là vải thun nha chị Quỳnh Huyền ơi, 66kg chị cho em chiều cao nha chị đẹp. Em có size tới 77kg lận. Chị Trà My Bảo Ngọc 1m6 62kg màu đen với màu hồng đất. Ok chị Trà My. Em thấy số điện thoại của chị Trà My. Chị Ngọc Hà ơi, nếu mà có đơn hay có gì mà gọi không được là mấy bạn nhà em sẽ không có gửi đơn đi đó chị nha. Nếu mà chị không có nhận được cuộc gọi nào chốt đơn từ bên em, có nghĩa là một là bên em gọi chị không bắt máy, hai là chị không có đơn. Rồi lên giúp giùm em màu này nha cả nhà. Màu này lên giúp giùm em là màu hồng ruốc. Em có màu hồng đất, màu hồng ruốc luôn. Một bộ là 120, chốt vải rất là đẹp nha các chị. C3 chị. Rồi các chị muốn C3 chị. Nè của chị đó. Trà My Bảo Ngọc, bỏ bill vô chị. Rồi em là 1m58, em 48kg cả nhà nha. Em là tầm khoảng 65-66 á. Em đang mặc bộ này là size số 1 nè. Size số 1 51-52kg trở lại. Với điều kiện là cái chị cao 1m57 trở lên giúp em ha. Em không có vàng bò, chị gấu bà. Nãy giờ có lên cái nào là màu vàng đâu chàng. Vàng bò thì đâu ra vậy, chế gấu bà. Chế đẹp nhà em. Mã lạ size số 2 em chốt cho chị Đào Phan. Đen với lạ 4 em chốt cho chị Huỳnh Hoàng Long. Hồng đất với hồng ruốc với tím 60kg size 3 cho chị Quỳnh 8. Rồi các chị muốn em mặc lại màu nào, bông nào em mặc lại cho mấy chị. Chị Lữ Tiền ơi, bộ ống rộng dài á là em chưa có hàng nha chị ơi, em đang hết hàng à. Rồi cái chị muốn em mặc lại màu nào thì em mặc cho, còn không á thì em sẽ qua mẫu nha.
Đơn này ngày mai bên em mới gọi chốt đơn nên là cái chị đẹp nha, em có để có đơn thì để ý điện thoại giúp em nha. Đơn hàng khách mới hay là khách cũ vì gì cũng vậy hết các chị, em gọi điện được em mới đi đơn, còn gọi không được em không, em sẽ không có đi đơn ha. Em đang mặc mã này là mã lạ nè. Em đang mặc mã này là mã lạ. Cái màu là nãy giờ em dơ đi dơ lại cho mấy chị là 5 lần rồi đó. Mã em đang mặc là mã lạ cả nhà. Chuẩn bị qua mẫu nha cả nhà ơi. Em chuẩn bị qua mẫu khác nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã lạ cả nhà, mã lạ. Họa tiết rất là đẹp cả nhà ơi, cái họa tiết nó đẹp lắm. Sửa lại. Chị Trà My Bảo Ngọc tím và mã lạ size số 3 cho chị Trà My Bảo Ngọc thêm 2 bộ nữa. Khách mới mà đặt từ 4 bộ trở lên vui lòng cọc cạc giúp em nha chị Trà My ơi. Cọc cạc giúp em nha chị. Mấy chị thông cảm đi cọc cạc. Rồi vậy là còn mã lạ 3 cho chị Trà My thôi nha. Mã tím em hết size 3 rồi. Gạt luôn đi chị. Tím em hết size 3 nha chị Trà My ơi. Em chốt cho chị được một bộ mã lạ thôi nha chị. Tím với lạ size số 2 cho chị Nguyễn Nương. Rồi chị Nguyễn Nương ơi hết tím 2 rồi chị. Chị chốt thì lên giúp giùm em là lạ 2 và kèm theo giúp giùm em số điện thoại ha. Mã lạ size số 3 em chốt cho chị Hà Huỳnh. Tím 4 em chốt cho chị Thu Yên Nguyễn. Màu tím size số 3 em hết chị Lê My ơi. Lạ 4 em chốt cho chị Trần Diễm. Em không có màu đỏ đô. Chị Bích Trương là một bộ đỏ, một bộ mã lạ. Size số 2 cho chị Bích Trương. Giải này là không có giày đâu nha chị Bích Trương ơi. Nếu mà chị thích vải giày thì bên em là không có đáp ứng được cho chị nha. Tại vì thường giải em không có lên giải giày. Các chị mặc miễn sao mát mẻ, co giãn, thoải mái nha các chị. Mặc không có thấy cái da thịt ở trong là ok nha. Mã lạ size số 4 em chốt cho chị Mai Phương. Mã lạ size số 3 em chốt cho chị Quỳnh Tám. Mã lạ size 2 với size 5 em chốt cho chị Thanh Phạm. Chị Thảo Vi cho em size 47kg cao 1m45 mặc vừa không. Eo của chị tầm khoảng bao nhiêu chị Trần Tím ơi? Rồi là nó chị nè. Chắc bị quánh quá ta. Lạ hai cho chị Sử Nữ. Tím với lạ size số 4 cho chị Kiều Kiều. Là hết tím 4 luôn đúng không chị? Rồi em lên lại màu cho cả nhà mình nè. Em lên lại màu cho cả nhà mình nha. Cà phê sữa cả nhà ơi, chốt em cà phê sữa. Cái chị muốn em mặc lại bộ nào thì em mặc lại cho. Màu cà phê sữa rất là đẹp luôn. Cà phê sữa. Giải này mà mấy chị còn chơi giải nó không có dày nữa, dày nữa sao mặc nổi mấy chứ. Lên giúp em màu này, màu này lên giúp em màu xanh xanh nhạt. Màu xanh nhạt rất là đẹp luôn nè cả nhà. Chốt em màu xanh nhạt cái chị yêu ơi, màu xanh nhạt. Giờ không nhớ luôn chị Jenny Hân ơi, cái mấy mẫu đó chừng nào mà em lấy ra em like em mới coi size ha. Chứ giờ không nhớ. Rồi lên giúp giùm em. Mẫu này nha cả nhà, chốt giúp giùm em màu này là màu xanh lá. Chốt em màu xanh lá cả nhà. Chốt em màu này màu xanh lá. Rồi màu đen.
cà phê sữa xe số 3 cho chị gấu bà. Chị gấu bà lộn màu cà phê sữa với màu vàng bò đúng không? Rồi lên giúp giùm em, màu này là màu đen nha, màu đen. Nó là màu cà phê sữa nhạt đó chị. Rồi chốt em màu đen nha cả nhà, màu đen. Lên trên like nhiều khi cái đèn á nó chá ra cái màu á mấy chị. Lên giúp em màu đỏ, đỏ này là đỏ thấm nha cả nhà, đỏ này đẹp chứ không phải là đỏ tươi nha. Rồi lên giúp em màu đỏ. Mã lạ xe số 2 em chốt cho chị Thiên Trúc. Chị Thiên Thanh Trúc lạ 3. Màu cà phê sữa xe số 3 cho chị Lê My. Rồi cà phê sữa xe 3 cho chị Lê My nữa là em hết cà phê sữa 3 luôn. Rồi mã này lên giúp em mã nâu cả nhà. Ngoài mã lạ ra thì em còn được mã nâu cho các chị nữa nha. Màu này cũng rất là đẹp nè, nâu. Chốt em mã nâu ạ. Rồi. Cái này các chị lên giúp giùm em là màu hồng ruốc. Chốt em màu hồng ruốc cả nhà. Chốt em màu hồng ruốc. Cao 1m50 nặng 67kg là mặt xe số 5. Chị Lê Hồng, chị Lê Châu Hồng. Lạ với đen xe số 3 em chốt cho chị Hồng Hồng xăm muội. Chị Hồng xăm ơi, chị lên giúp giùm em số điện thoại nha chị. Bộ em đang mặc là mã lạ em còn. Chị Tào Trang. Hồng ruốc xe số 2. Hồng ruốc xe 2 em hết chứ yêu ơi. Lấy màu xanh lạ đi cả nhà, để em mặc lại màu xanh lạ cho cả nhà xem. Màu hồng ruốc xe số 2 em hết, em còn hồng đất xe số 2 thôi các chị. Tím 5 mình còn chứ. Không, bây giờ chỉ còn có chị tím Cúc. 6 thôi. Chị Cúc Lê ơi, tím 5 em hết rồi, em chốt cho chị bộ đỏ xe số 6 thôi nha. Ủa quên, bộ đỏ xe số 5 thôi nha chị. Nâu 3 em chốt cho chị Hà Huỳnh. Ruốc 3 cho chị An Võ là em hết ruốc 3 nè. Cà phê sữa và nâu size số 4 em chốt cho chị Mai Phương. Chị Thu Thủy lên size giúp em, chị Thu Thủy. Em thấy số điện thoại của chị Hồng Sâm nha. Chị Thu Thủy lên giúp em cái size, chị Thu Thủy ơi. Rồi màu này lên giúp em màu hồng đất cả nhà. Chốt em màu hồng đất. 58kg, 1m58, gọn người không chị ơi? Để em biết em lấy size cho. Chị gọn người không ạ? Nếu mà gọn nhỏ người thì mặc xe số 2, còn không thì lên xe 3 giùm em. Trên dưới đó chị, bấm lên. Năm mươi sáu ký, 56kg chị cao bao nhiêu vậy chị Tào Khang? 75kg mặc xe 6 bộ này nha chị Phương Võ ơi. 1m64, 65kg. Chị gọn người không chị Dương Thanh Thi ơi? Nếu eo của chị tầm khoảng 83 trở lại ha, 83, 84 trở lại thì mặc giúp giùm em là size số 3 nha chị, còn không thì lên size 4 giúp em ạ. Xanh lá size số 4 cho chị An Võ. Ủa chị An Võ ơi, chị lấy hồng ruốc 3 và xanh lá 4 đúng không chị? Hai size đúng không? Cargo lăng em hết hàng rồi chị, em không có cargo lăng nữa ha. Cargo lăng là do là hàng trong cái hàng sale lâu lâu nó sọt vô một bộ hai bộ thôi chứ chị, cái chị còn cargo lăng là em không có bán, tại cargo lăng cái form nhỏ xíu à. Cái form của nó có 50-55kg trở lại à, nó không có bự nên em không có lấy. Mã lạ cao 1m57 à, 1m57-56kg xe 2, lạ 2 cho chị Tào Khen. Ai kêu chị, như anh bé ba anh kêu. Cái ông ổng giao đồ á chị, ông xuống chị, xuống chị lấy đi giùm em đi chị đẹp. Dạ mặc size số L82 mặc size số 3 chị Thu Thủy. L82 là mặc size số 3 nha chị. Dạ ok chị An Võ.
Nó là vải thun nha cả nhà. Bộ em đang mặc là mã lạ đó chị Minh Quách. Chị Minh Quách chốt lên giúp em lạ ba đi chị. Chị mặc size số 4. Vậy là chị mặc size số 4 nha chị Dương Thị Thanh Thi ơi. Chị mặc size số 4 giùm em. Thiết kế phối bao rip. Dạ đúng rồi chị, hàng đó hàng cao cấp mà. Hàng cao cấp cái chị mua với giá sale mới có giá 140.000, chứ bình thường cái chị mua bộ đó là 240-260 chị Tiên Lê. Lên size giúp em chị Kiều Kiều ơi, tại vì em không có nhớ size của mấy chị nên lên cái size giùm em. Lạ ba em chốt cho chị Thu Thí. Lạ ba cho chị Minh Quách. Lên giúp em màu này màu hồng đất cả nha. Rồi màu tím, màu tím em chỉ còn được size 1 với size 6 rồi các chị. Màu tím này em chỉ còn được size 1 với size 6 thôi. Em hết mấy cái size kia rồi ha. 2 3 4 5 là em hết. Cà phê sữa size số 5 cho chị Cúc Lê, một bộ là 120.000 nha chị ơi. Đen 4 em chốt cho chị Kiều Kiều. Ok chị Kiều Kiều. 120.000 một bộ. Đen 4 cho chị Kiều Kiều là em hết đen 4. Một trăm hai mươi ngàn một bộ quần giả váy lỡ giúp em cả nhà. Phí ship 20.000 trên một đơn giúp em ha. Vải này rất là đẹp nha các chị. Rồi chốt em mã này màu tím. Đỏ size số 2 em chốt cho chị Thiên An Võ. 120.000 một bộ đồng giá. Chị Kim Huệ khách mới thì cho em cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại ha. Em canh size cho mình ạ. Rồi cái chị muốn em mặc lại màu nào thì nói, mà không thì em qua mẫu nha cả nhà. Em qua mẫu khác nha. Đang nghĩ nghĩ là còn cái gì lên cho mấy chị. Còn mấy cái lẻ lẻ. Chốt tím 1 cho Ngô Điệp hồi bán giờ. Ủa vậy hả, tím 1 cho chị Ngô Điệp. Là em hết tím 1 luôn nha cả nhà ơi. Em còn được tím 6 thôi nha. Chị Nguyễn Phương chốt thêm bộ gì chị ơi? Chị Nguyễn Phương chốt thêm bộ gì chị? Rồi mặc bộ mã nâu cho các chị nữa nha. Em đang mặc là mã lạ các chị. Bộ em mặc nó là quần giỏ váy lỡ. Em 1m58 lại mặc cái chiều dài quần nó cỡ này nha các chị. Rồi lên giúp em bộ này cả nhà. Bộ này hôm bữa em bán giá nhiều ta quên đi rồi. Bộ thun Mỹ nè. Ati Mỹ quên đi. Alo em nghe chị. Dạ. Bộ mã lạ size số 3. Dạ rồi. Dạ váy lửng dạ. Màu là chỉ hết màu tím thôi chị. Còn lại mấy màu kia thì em còn đó, chị thích màu nào thì chị lấy. Em bây giờ chị coi hết màu đi rồi chị gọi lại cho em nha. Tại màu là nãy giờ em dơ lên 6-7 lần rồi đó. Coi giúp em đi chứ. Dạ. Dạ dạ dạ. Cái kẹp của em nó bay đâu mất tiêu. Đây. Rồi em đang mặc là mã nâu nha cả nhà. Em đang mặc là mã nâu. Chớ em mã này là mã nâu cả nhà ơi. Mã nâu.
Lạ hai cho chị Nguyễn Phương, chị An Võ lên size giúp em chị An Võ. Nâu ba em chốt cho chị Thu Thủy. Chị An Võ ơi, lên lại cái size của chị giúp em không, em quên cái size của chị rồi. Nâu 4 em chốt cho chị Mai Trương. Nâu 3 em chốt cho chị Trà My Bảo Ngọc. Cho cô Thanh một bộ lạ ba chị. Chín mươi lăm đúng không, phải bán 95 không? Ừ, phải cái này phải không? Dạ. Rồi 95. Còn hai bill nữa nè. Rồi em lên cho cả nhà mình một cái bộ ati mỹ nha cả nhà, bộ ati mỹ này là 95.000 bộ, hàng sale nha. Nhưng mà nó hàng nó chỉ có một size thôi. Là size 65, 66, 67 kg trở lại á. Nó không có size nhỏ, nó size to không à. Cà phê sữa xe số 4 cho chị An Võ. Cái màu xanh lạ này, cái chị màu xanh nhạt này cũng đẹp nữa nè cả nhà. Dễ mịn lắm. Màu xanh nhạt. Nói chung là mấy cái màu này cái chị dễ mặc nha. Nâu 5 em chốt cho chị Thanh Phạm. Phải là lạ ba, là cô Thanh chốt lạ ba. Em không có màu đỏ đô. Chị Bích Trương em chỉ có màu đỏ thôi. Màu đỏ là đỏ bình thường nha chị. Đỏ thấm bình thường chứ không phải là đỏ tươi nữa. Chứ không phải là đỏ đô. Đỏ này nó không phải đỏ đô. Lạ ba. Màu này không phải là màu đỏ đô nha cả nhà. Em đang lên cho cả nhà mình là mẫu giả váy, nó không phải là ống nhỏ. Hàng em chuẩn bị em lên cho cái chị hàng AT Mỹ là hàng ống nhỏ nè. Chị nào thích mặc đồ ở nhà mà hàng AT Mỹ thì lấy nha. Hàng đó hàng sale, bán có 95.000 bộ, rất là đẹp. Rồi em đang mặc màu này là màu xanh lá. Ủa mặc màu đỏ không mặc. Tự nhiên em rút cái bộ màu đỏ ra xong cái em lấy màu xanh lá em mặc. Tới thì dễ sợ tới được chứ. Em nghe chị. Alo. Em rút cái bộ màu đỏ em mặc màu đỏ cho mấy chị coi, em mặc lấy màu xanh em mặc. Quá trời rồi. Tới dữ lắm rồi chế ơi. Em nghe nè chị. Nói đi chị, nói đi em nghe nè. Dạ dạ rồi rồi. Xanh lá ba cho cô Thanh luôn chị. Xanh lá size số 4 em chốt cho chị Mai Trương. Em đang mặc là quần giả váy nha cả nhà ơi. Nâu 3 cho chị Thiên Thanh Trúc. Bộ nâu hình như em còn đủ size á chị. Nâu là em còn đủ size. Số 1 chị cân nặng chiều cao bao nhiêu chị Ngọc Lan ơi, chị cho em đi rồi em canh size cho chị. Chị Mai Trương xanh lá size số 4 rồi chị. 120.000 một bộ cả nhà ơi, xanh lá size 4 cho chị Nguyễn Ngọc. 67 kg chị Nguyễn Ngọc cao bao nhiêu vậy chị Nguyễn Ngọc? Ống nhỏ là em có mẫu khác nha chị ơi. Dạ 120.000 một bộ. Cái chị đẹp nhà em ơi, chất vải thun rất là đẹp luôn nha. Rồi em lên lại màu cho cái chị một lần nữa nha cả nhà. Màu em đang mặc là màu đỏ.
Đỏ này là đỏ thấm bình thường chứ không phải là đỏ ớt nha cả nhà. Đỏ ớt là nó tươi nha, không phải đỏ tươi. Một bộ xanh lá size số 5. Cho chị vòng xỉu bình. Chị vòng xỉu bình ơi, chị lớn tuổi chưa? Chị gọn người không chị? Hoặc là chị có lớn tuổi gì không? Để em biết này, tại chị 1m50-70kg á, đang ở giữa size 5 với size 6 á. Chị cho em xin thêm thông tin để em lấy size cho chị ạ. Nâu 4 em giống cho chị Mai Trương. Mã lá size số 2 cho chị Thảo Vi. Xanh lá size số 2 cho chị Thảo Vi. Chị Nguyễn Ngọc 1m57 mà 67kg, ok size số 4. Mẫu này chị mặc size số 4 vừa nha chị Nguyễn Ngọc ơi. Rồi bộ em đang cầm này là xanh lá nha cả nhà. Em giơ cái áo lên cho cả nhà coi thôi nha. 70kg cao bao nhiêu chị Nguyễn Huệ ơi, cho em chiều cao chị. Chị lớn, cô lớn tuổi 70kg, cao 1m50, vậy là lấy cho cô vòng sữa bình size số 6 chị. Size số 6. Dạ xanh lá size số 6. Nâu 5 em chốt cho chị Cúc Lê. Chị Cúc Lê, chị có thể cho em lại cái số điện thoại của chị được không chị? Chị nhắn bằng số hết giúp giùm em, đừng có nhắn cái số 0, đừng có nhắn chữ O á. Chị có thể cho em lại cái số của chị được không? 55kg 1m52, nếu gọn người thì mặc size số 2, còn nếu tròn người lớn tuổi thì lên size 3 giúp em nha chị Ngọc Lan ơi. Chị Nguyễn Huệ mặc size số 5 nha chị ơi. Mặc size số 5. Em lên màu mình tự chọn màu giùm em nha chị, mình ưng màu nào thì mình chốt màu đó. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh lá, em đang mặc là màu đỏ. Màu ấy chị tự chọn chứ em đâu có chọn giùm đâu. Màu nâu size số 6 em chốt cho chị Lê Châu Hồng. Xanh lá size số 3 cho chị Trà My Bảo Ngọc. Chị Trà My Bảo Ngọc ơi, chị là khách mới. Em chốt cho chị được 5 bộ rồi, chị cọc cạc giùm em ha. Dạ. Nâu 6 hết hả chị? Rồi vậy là nâu 6 là em hết rồi chị Lê Hò Châu Hồng. Nâu 6 em hết nha chị Lê Châu Hồng ơi. Chị Trà My Bảo Ngọc. Chị Trà My Bảo Ngọc, em chốt cho chị tới bộ xanh lá size số 3 thôi ha. Ngày mai đi đơn á thì cọc cạc giúp giùm em nè chị. Rồi em cảm ơn chị Cúc Lê. Xanh lá size số 3 cho chị Trà My Bảo Ngọc rồi, ok. 120.000 một bộ. Mấy chị mua hàng mà khách mới mà mua nhiều 3 4 5 bộ trở lên nó cọc cạc, rồi em trừ tiền cạc lại cho mấy chị ha. Còn chị nào không chịu cọc cạc thì cứ nói với em, cứ nói ngay trên live luôn, ừ chị không thích cọc cạc em xả giùm chị đi rồi em xả cho. Như là có nhiều chị mua hàng á nói không tin tưởng thì xả đi. Có nhiều chị nói hồi qua em có gặp chị đó, đặt 4 5 bộ mà 3 4 size luôn mà mới mua bên em mới nói là chị vui lòng chị cọc cạc giùm em. Xong cái nói là em tin nó thì em giả, còn em không tin nó thì em đừng có gửi, ok nha. Tại vì có quá về nhiều người làm cho em không có tin tưởng được nữa mấy chị, chứ không phải là do mấy chị ha. Nhưng mà mấy chị mua hàng ở đâu cũng vậy, mình khách mới mà mình mua nhiều thì mình cọc cạc nó bình thường thôi. Trước sau gì mình cũng trả tiền. Thì em cũng trừ vô cái bill cho mấy chị chứ em đâu có giữ cái cạc đó hoặc em lấy của mấy chị đâu, đâu có mất đồng nào đâu, chỉ mất công có một cái là đi ra mua cái cạc điện thoại thôi. Đây chị. Tại cái chữ O nên em lấy lại.
Rồi, đâu mất tiêu rồi. Ôi, đấy là chị bỏ cái số đó đi, tại vì cái số nó có sẵn rồi, tại em bấm lại em kiểm tra cho nó dễ. Rồi, đây giúp em lên giúp em bộ này nha cả nhà, lên giúp em màu này là màu xanh nhạt à, màu xanh nhạt. Đỏ size số 2 em chốt cho chị Hoa Nguyễn. Lên giúp giùm em màu này là màu cà phê sữa. Chốt em màu cà phê sữa. Cái chị đi mua hàng, những cái hàng mà người ta bán mấy trăm ngàn một món á, mấy chị chốt, người ta cũng bắt mình cọc hết rồi nha. Chốt từ 2-3 món trở lên là bắt đầu cọc cọc cạc rồi. Lên giúp giùm em màu này là màu hồng đất nha cả nhà, màu hồng đất. Màu này lên giúp em màu hồng ruốc. Có nhiều chị kêu nhờ mấy chị cọc cạc á, mấy chị sợ lừa đảo hay là gì em không biết nữa. Em lừa, em đâu có lấy đồ, em đâu có ngồi em like cho mấy chị đâu mấy chị. Rồi, chốt giúp giùm em cái này nha. Lên giúp giùm em màu này là màu lạ, mã này lên giúp em mã lạ. Rồi màu này lên giúp em màu đen. Hôm nay like em có năng lượng cho chúng ta. Lên giúp em màu đen nha cả nhà, màu đen. Hồng rút xe số 4 em chốt cho chị Mai Trương. Đầm em chưa có like nha chị Sang Nguyễn ơi, đầm bữa nay em không có lên. 70kg đen và nâu, xe số 5 em chốt cho chị Nguyễn Huệ. Đen 5 em hết nha chị Nguyễn Huệ ơi, em lấy cho chị được có một bộ nâu 5 thôi chị. Màu đen xe số 5 em hết rồi, của chị được một bộ nâu thôi. Ngày mai khi nào mà mấy bạn nhà em gửi chốt đơn á, chị hỏi mấy bạn coi có khách nào xả ra cái bộ đen 5 không thì nói mấy bạn lấy cho chị. Dạ chị Quang Hiếu, chờ cái lô sau giúp em đi chị, chắc chắc tầm khoảng 4-5 ngày nữa em có lô quần dưới lô áo và ba về đó. Chị Nguyễn Vân lên size giúp em, chị Nguyễn Vân ơi. Đen 2 em chốt cho chị Hoa Nguyễn, đen 2 còn không chết? Đen 2 cho chị Hoa Nguyễn là em hết đen 2 luôn. Một bộ đen, một bộ đỏ, 60kg, đen 3 còn không chết? Đen 3 còn. Rồi đen 3 với đỏ 3 chốt cho chị Yến Nguyễn. Đồ bà ba đang hết hàng, chị Lưu Bảo, chị Lưu Quang Bảo nên là không có lên bà ba like này ha. Mã lạ sẽ số 6 cho chị Vòng Xỉu Bình. Lạ 4 em chốt cho chị Nguyễn Ngọc. Dạ không nha chị Nguyễn Nga ơi. Đen 4 chị Mai Trương. Màu đen xe số 4 chị Mai Trương có rồi mà. Chị Mai Trương hồi nãy là có bấm bill cho chị Mai Trương chưa? Em nhớ đen đen như chị có chốt rồi đó mà không biết có hay không ha. Nhưng mà đen 4 hiện tại là em hết nha chị Mai Trương. Mai hỏi mấy bạn giùm em. Hồng rút cho chị coi quần đi. 1m6 58kg. Chị Nguyễn Vân ơi, 1m6 58kg chị gọn người không? Nếu mà gọn người em lấy cho chị size số 2. Gọn người thích mặc ôm thì lấy size 2, còn không thì lấy size 3 giúp em chị. Chị chọn màu giúp em ha. Đỏ 5 em chốt cho chị Nguyễn Huệ. Vậy là chị Nguyễn Huệ được một bộ đỏ 5 với một bộ nâu 5 nha chị. 50kg cao bao nhiêu chị Hân Lê ơi, cho em cái chiều cao đi chị, để em đứng lên cho mấy chị coi. Em là 1m58, 48kg hả nha. Em đang mặc bộ này là size số 1. Em bóp ở phía sau tí xíu nè. Size số 1 là 50-52kg trở lại tùy chiều cao cái chị đẹp nhà em mặc vừa ha. Em like cái like này sẽ là cái mẫu này không đi cả nhà, xong rồi em tắt cái like này, em dẹp gọn lại cái xong em lên cho các chị cái like mới, em lên đồ mango nha, em lên đồ mango cho cả nhà mình. 1m55 50kg mặc size số 1. Đen hình như là em còn được size 3 với lại là size 6 á chị, 1 3 6. 6 còn đúng không chị? Màu đen em còn được size 1, size 3 và size 6 cả nhà. Lạ 6 mình còn được mấy bộ chị? Lạ 6 em chốt cho chị Lê Châu Hồng. Size 5 chị. Chị Nguyễn Huệ là size 5.
Size 2 em chốt cho chị Thành Phan được một bộ xanh nhạt thôi chứ đen 2 em hết rồi. Bộ xanh nhạt này rất là đẹp nè. Chị Thành Phan Thành Phan Thanh ơi, em chốt cho chị được bộ xanh nhạt thôi nha, đen em hết rồi. Rồi vậy em lấy cho chị size 2 nha chị Nguyễn Vân. Mã lạ size số 2 cho chị Nguyễn Vân. Đỏ 5 luôn đó chị. Tôi chưa về đây lúc đêm lan. Xong rồi em chị hát rồi về. Làm một cái karaoke ha. Dạ tiếng rồi xong rồi mình về. Đỏ 3 em chốt cho chị Thùy Trang Trần Thị. Màu đỏ em mặc còn đủ size cả nhà. Đen 6 em chốt cho chị Mai Trương. Màu hồng ruốc size số 2 em hết chế đẹp ơi. Chế Ngọc Lan ơi, em còn hồng đất size 2 à, hồng ruốc size 2 em hết rồi chị. Đen 6 còn 2 bộ đúng không chị? Đen 6 em chốt cho chị Lê Châu Hồng. Size số 2 chị. Em 1m58 em mặc chiều dài cỡ đó đó chị. Chị 1m6 chị mặc được không? Được thì em chốt, còn không được thì em xả ra. Chị Nguyễn Vân. Em 1m58 em mặc chiều dài quần nó cỡ này nè. Chị 1m6 chị mặc chị sợ ngắn thì em xả ra em không chốt nha. Ok không? Đã mặc quần lỡ rồi mà mấy chị còn sợ ngắn nữa em cũng không biết làm sao luôn. Nha, được không? Được thì em chốt, còn không được thì em xả chị. Đen 6 còn bộ nào không chị? Đen 6. Đen 6 em chốt cho chị Trần Thị Lễ. Rộng dài hiện tại em chưa có hàng cả nhà. Rộng dài với giả váy dài em chưa có. Màu đỏ size số 2 em chốt cho chị Trâm Lê. Rồi em lên cho cả nhà mình đủ bông nè. Cái like này em sẽ ưu tiên em like một mẫu này thôi cả nhà. Cả nhà muốn coi lại mẫu gì, mặc lại mẫu gì thì em mặc cho. Xong rồi em tắt cái like này, em lên lại cái like mới thì em sẽ lên lại cho cả nhà mình cái mẫu mango ha. Em lên cho cả nhà mình mẫu mango. Bây giờ không 65 kg m55, bộ này cô mặc size số 4 nha cô Nguyễn Thị Hên ơi. Cô mặc size số 4 nha cô. Rồi lên giúp em nha cả nhà, mã này là mã lạ. Mã này chốt giúp giùm em là mã lạ. Xả ra đi chị, xả của chị Nguyễn Vân ra đi. Trời ơi có 1m6 à. Khách nhà em 1m65 người ta mặc còn ầm ầm. Chị có 1m6 mà chị sợ ngắn. Đã mua cái quần lỡ rồi mà mặc còn sợ ngắn nữa chứ. Thôi chế khỏi mua đồ luôn đi, em nói thiệt á. Hết chế khỏi mua luôn đi. Em 1m58 em mặc cỡ này, chị 1m6, chị cao hơn em nhiêu dữ vậy? Có 2 phân à. Không có nào mà không có tới đầu gối nữa, mặc ít nhất nó cũng phải em đã mặc qua giữa hai cái ống chân của em rồi, mặc sợ ngắn đã mua đầu lỡ rồi. Thiệt luôn á, em giả bộ em hỏi chị thử là chị trả lời sao thôi chứ thật sự với chị luôn, chị trả lời câu đó em, chị hỏi em mấy câu đó em không muốn bán luôn á. Khách nhà em nãy giờ ở đây 1m63, 1m65 mới chị chốt nhóc nha. Đã mua đồ lỡ rồi mà còn sợ bị ngắn. Màu đỏ còn size số mấy, màu đỏ là em còn đủ size chị Trâm Lê. Vậy đó em hoặc em mấy chị mâu thuẫn ghê luôn á. Khó hiểu ghê. Phải chi mà chị 1m68 á, chị sợ nó ngắn á, thì em đồng ý có 1m6 không có vấn đề gì hết trơn á chứ. Chị lấy mã gì chị Nguyễn Thị Hên, chị lấy mã gì? Em lên lại họa tiết nè, em lên lại họa tiết cho cái chị, tổng cộng em có 8 màu và 2 bông ha. 8 màu và 2 bông. Rồi lên giúp giùm em màu nha. Ủa anh em lên lại nha cả nhà. Mã này là mã lạ, 120.000 một bộ. Lên giúp em mã này là mã lạ. Mã lạ.
mấy chị mà khó tính quá, mà kỹ tính quá, mấy chị nên đi may, hoặc mấy chị đi ra shop mấy chị lựa. Mấy chị đừng có mua hàng online, em nói thật đó, mấy chị đừng có buồn. Mua hàng online khó mua lắm. Rồi lên giúp giùm em là màu đen, cả nhà màu đen. Lên giúp giùm em là màu đen, cả nhà, chốt em màu đen nha, màu đen. Lên giúp giùm em màu này là màu hồng ruốc, cả nhà, chốt em màu hồng ruốc. Lên giúp giùm em là màu hồng ruốc, các chị. Màu này chốt giúp giùm em là màu cà phê sữa nha, màu cà phê sữa. Lên giúp em là màu cà phê sữa. Chị nào mà mua đồ nhà em mà yêu cầu cái quần phải dài cỡ vậy đó em, chị mới lấy nha. Chứ ngắn ngắn chị không có lấy, là em xả đơn hết, bảo đảm không bao giờ em bán. Em nói vô luôn là chiều dài shop em không đáp ứng được nhu cầu của khách, là lần sau vô hỏi em cũng không có bán nữa. Chị mua hàng hàng online mà thì nó cũng vừa vừa thôi, chứ đâu thể nào mà đáp ứng nên cái chiều dài giống như mấy chị được. Mấy chị cao mà mấy chị đòi may cái quần dài theo chiều cao của mấy chị, rồi mấy chị 1m55, 56 sao người ta mặc. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cả nhà, lên giúp em màu hồng đất. Đen 50kg là đen size số 1. Cho chị Hân Lê. Chị Hân Lê lên giúp giùm em số điện thoại chị Hân Lê. Dạ rồi, ok cô nghe. Cà phê sữa size số 4 cho chị Mai Trương. Màu hồng ruốc size số 6, chốt cho cô vòng xỉu bình. Hồng ruốc 6 còn đúng không chị? Hồng ruốc 6 con chốt cho cô vòng xỉu bình. 75kg vừa nha chị Nguyễn Thúy Nguyễn ơi. 75kg chị mặc size 6 giúp em nha. Cà phê sữa size số 2 cho chị Thành Phan Thanh. Cà phê sữa size số 4 em chốt cho chị Tiên Nguyễn. Hả? Cà phê sữa size số 4 hết hả chị? Rồi, cà phê sữa size số 4 hết rồi chị Tiên Nguyễn ơi. Chị Tiên Nguyễn lấy qua màu màu hồng ruốc giúp em đi chị, màu hồng ruốc nó cũng đẹp mà màu hồng đất nó cũng đẹp nữa. Em thấy số điện thoại của chị Hân Lê. Chị Nguyễn Thị Hân ơi, chị chọn giúp em đi. Em ngại cái vấn đề mà lấy giùm lắm mấy chị. Mấy chị coi được ở trên live mấy chị vui lòng cái chị chọn trực tiếp giúp em ha. Tại vì á, cái vấn đề không phải là cái màu nó đi theo cái tuổi, mà quan trọng là cái ở tuổi của các chị thích cái màu gì. Rồi các chị lấy giúp em. Còn cái tuổi của em thích cái màu khác. Ví dụ như hồi còn trẻ là thích màu sáng, thích bông nổi, lớn lớn tí xíu thích màu trầm. Tới cái tuổi mà hồi xuân rồi thích cái màu tươi hơn, tươi lại. Đó nên là về cái vấn đề mà màu thì đừng là em không thể chọn giùm mấy chị được nha. Mấy chị thích thì mấy chị lấy, màu nào thì chọn giùm em, không lấy giùm nha mấy chị ơi. Hồng ruốc size số 5 em chốt cho chị Ngọc Hà. Màu đỏ size số 6 em chốt cho chị Anh Lê. Dạ size 85kg em không có chị Tư Đẹp. Đây cái màu hồng đất là cái màu em mới dơ lên nè chị. Đây là màu hồng đất nè. Màu hồng đất nha. Còn cái chị thích màu sậm sậm hơn tí xíu thì cái chị lấy màu xanh lá. Xanh lá ở ngoài nó đậm. Còn màu xanh nhạt thì nó đẹp nha. Màu xanh nhạt thì mặt nó sáng đẹp. Rồi lên giúp em màu này, màu hồng đất nè chị. Màu hồng đất là màu này nha. Nó nhạt hơn. Rồi cái màu đậm hơn tí xíu nó là màu hồng ruốc. Còn màu này là màu cà phê sữa. Đây. Đây cái màu hồng ruốc này các chị, các cô chung trung niên các cô mặc cũng rất là đẹp nè, hồng ruốc, hồng đất hoặc là xanh lá đó, cà phê sữa, mấy cái màu này dễ mặc mà. Màu tím em còn size 6 không à chị? Quên nữa, thảy cho em bộ màu tím size 6 luôn đi chứ. Màu tím em còn size 6 à cả nhà. Chớ vải thun nha cả nhà ơi. Hồng ruốc, chị Tiên Nguyễn lấy hồng ruốc size số 4, ok. Chị Tiên Nguyễn hồng ruốc 4. Em còn màu tím size số 6 không à cả nhà? Không có còn size khác, còn được 2 bộ hay sao á? 3 bộ hả chị? Em còn được 3 bộ màu tím size số 6 nè, chị nào size số 6 lấy màu này mặc cũng rất là đẹp nè, màu tím nha. Đơn hàng của chị Huệ Nguyễn hả? Đơn hàng của chị Huệ Nguyễn là ngày mai nha chị ơi, ngày mai bên em mấy bạn chốt đơn mới đi làm lại ha.
Một bộ màu đỏ, một bộ màu hồng rút size số 3. Em chốt cho chị Châu Lệ Tường. Hồng rút 3 em hết luôn rồi. Size số 3 là em còn được màu màu đen nè, màu nâu nè. Size số 3 là em còn được màu, là em còn được màu đen, màu đỏ, màu xanh nhạt, màu xanh lá với màu hồng đốc. Hoa là em còn được mã lạ với mã nâu luôn. Là size số 3 nha cả nhà. Hồng rút size số 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hên. Số 6 là tầm khoảng 73kg đến 77kg mặt dừa đó chị. 65kg mặt size số 4 chị Dung Đào. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu xanh nhạt nè. Màu này rất là đẹp. Tím 6 em chốt cho chị Gấu Bà. Chị Hân Lê một bộ màu cà phê sữa với một bộ hồng rút size số 1. Xả màu đen chị. Một bộ lạ. Dạ. Một bộ lạ với một bộ màu hồng rút size số 1. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Hồng. Quyến rũ cả người lẫn em. Em chào chị Công Dương, một bộ hồng rút, một bộ màu cà phê sữa size số 1 cho chị Nguyễn Thí Nguyễn. Chị Nguyễn Thí Nguyễn. Chị Nguyễn Thí Nguyễn 75kg mà sao mặc size số 1 vậy chứ? Chị Nguyễn Thí Nguyễn lên giúp em lại cân nặng chiều cao kèm theo số điện thoại. Xanh nhạt size số 2 cho chị Ngọc Lan. Xem đưa chị màu lạ. Đó là cà phê sữa với hồng rút chứ không phải bộ lạ. Ủa vậy hả? Ở trên. Vậy lộn rồi, lộn rồi. Cà phê sữa size số 1 còn bộ hàng mẫu chứ. Xanh nhạt size số 4 em chốt cho chị Nguyễn Thị Hên. Em không có vàng bò. Màu đó là màu cà phê sữa chứ không phải màu vàng bò mấy chị. 120.000 một set, quần giả váy lỡ, một bộ lạ, một bộ đen, một bộ nâu size số 3. Lạ, đen với nâu. Rồi ok, hai bộ bông, một bộ màu. Em chốt cho chị Nguyễn Bông. Em về đó mùa 70kg cao 1m52. Chị gọn người không? Chị Nguyễn Hiền ơi, chị gọn người với là chị bao nhiêu tuổi rồi? Để em biết em tư vấn sai cho chị. Chị Châu Lệ Tường màu cà phê sữa cũng được. Màu cà phê sữa chị Châu Lệ Tường size số 3. Cà phê sữa size số 3 hết rồi chị Châu Lệ Tường ơi. Size số 3 em đọc lại màu nè. Size số 3 là em còn được màu hồng đất, em còn được màu xanh lá, em còn được màu xanh nhạt, em còn được màu đỏ, em còn được màu đen. Họa tiết hoa là em còn được màu nâu với mã lạ. Rồi nha. Tím 6 cho chị Cúc Lê. Chị Cúc Lê là phải chị mà hay gọi cho em là chọn size 5, size 6 đó đúng không chị? Chị chọn kỹ size giùm em nha, phải chị không? Chọn kỹ kỹ size giúp em nha. Cà phê sữa size 1 hết rồi chị. Không không, chỗ của chị là chỉ cho cái size bị sai rồi đó chị. Bỏ quỷ cái bill đó thì đừng có lấy. Để về đơn mắc công là đổi tới đổi lui nha chị, coi kỹ nghe kỹ size giùm em ha, mình biết mình chốt hơn một size là mình sẽ mặc rộng thì về bóp vô giùm em. Màu đen size số 2 em hết, chị Trâm Lê. Bộ em mặc lại lỡ chị Công Dương. Thích mặc rộng vậy mình lên size số 6 nha chị, thích mặc rộng vậy lấy size số 6 nha. Màu hồng đất cho chị Châu Lệ Tường size số 3. Màu xanh nhạt cả nhà ơi, màu này lên giúp em màu xanh nhạt. Rất là đẹp luôn.
em màu xanh nhạt, cả nhà màu xanh nhạt. Chị Nguyễn Hiền ơi, chị thích mặt rộng thì chị lên size số 6 giúp em. Rồi chị lên màu giúp em nha chị, màu và kèm theo size giúp giùm em. Chị Nguyễn Thúy lên giúp giùm em cân nặng chiều cao lại đi chị. Là chị 75 kg đúng không? Em lấy cho chị size số 6 nha. Phải 75 kg không? Cà phê sữa với màu hồng ruốc với màu nâu còn size 6 không chị? Cà phê sữa hồng ruốc với nâu. Nâu hết còn lại. Rồi, chị Nguyễn Thúy ơi, nếu mà chị 75 kg em chỉ còn được màu cà phê sữa với màu hồng ruốc cho chị thôi, còn cái bông nâu là em hết rồi. Chị của chị được 2 bộ ha. Xanh nhạt size số 4 cho chị Mai Trương. Hồng đất size số 2 em chốt cho chị Trâm Lê. Em đang mặc màu này là màu hồng nhạt nha cả nhà. Bị ẩn bình luận quá chừng. Màu nâu em hết nha chị Nguyễn Thúy Nguyễn ơi, nâu em hết nha chị, em chỉ còn màu cà phê sữa với màu hồng ruốc cho chị thôi. Rồi lên lại màu một cái nữa, em ốp cái like này nha cả nhà, em là vào lại cái like mới cho cả nhà nha. Vào lại like mới em sẽ lên hàng mango nha cả nhà. Rồi chốt em màu này nha các chị, màu này lên giúp giùm em là màu hồng đất. Em đang mặc là màu xanh nhạt. Xanh nhạt size số 2 em chốt cho chị Tiến Lê. Màu này lên giúp em màu hồng đất các chị. Màu hồng đất, màu tím thì em chỉ còn duy nhất size số 6 thôi. Màu tím. Dạ không chị, thường mấy mẫu này em may tay lỡ vậy thôi ha. Màu tím em chỉ còn duy nhất size số 6. Xanh nhạt size số 3 em chốt cho chị Định Nguyễn. Rồi màu này cả nhà lên giúp giùm em là màu hồng ruốc. Chốt em màu hồng ruốc. Xanh xanh nhạt size số 5 em chốt cho chị Nguyễn Phượng. Ống rộng chưa có hàng nha chị Sen Hoàng nha. Rồi màu này lên giúp giùm em là màu xanh lạ, màu là màu lạ giúp em cả nhà, màu này màu lạ giúp em ha. Em đang mặc là xanh nhạt. Lên giúp em mã này là mã lạ. Ở đây em sẽ có 8 cái màu và 2 cái bông. Rồi màu đen là em còn được size 1 với size 6. 6 hết luôn hả chị? Rồi màu đen em chỉ còn duy nhất size số 1 với 3 thôi cả nhà. Màu đen em chỉ còn size 1 với size 3 thôi nha. Còn cái size kia là em hết. Lên giúp giùm em là màu đen các chị yêu ơi, màu đen. Rồi màu đỏ. Hồng ruốc 57 kg cao bao nhiêu vậy chị? Hồng ruốc em hết 2 hết 3 luôn rồi chị Hạnh Đặng ơi. Hồng ruốc 60 kg, hồng ruốc 3 em hết nha, em chỉ còn hồng đất thôi. Mã lạ size số 3. Ok, em chốt cho chị Định Nguyễn. Vậy là chị Nguyễn Thúy có lấy 2 bộ đó không? Hay là đủ 3 bộ chị mới lấy, còn 2 bộ là chị không lấy. Không lấy thì em xả ra, em chốt cho khách em. Chết. Để em biết em chừa lại hay là em xả ra. Mã lạ 1 bộ size số 2 em chốt cho chị Châu Thị Ngọc Thúy. Lạ 2 em chốt cho chị Nhân Siêu. Bộ đó là size 2 luôn á chị. Nãy em bung ra em coi size thử. Lạ em chốt cho chị Nhân Siêu. Vậy là 2 bộ đó chị có lấy không chị Nguyễn Thúy Nguyễn ơi? Hay là không lấy chị? Rồi lên giúp giùm em màu này là màu đỏ. Đỏ này là đỏ thấm bình thường nha các chị. Nó không phải là đỏ tươi nha. Đỏ bình thường thôi à, không có chói. Rồi chốt em bộ này cả nhà. Rất là đẹp luôn. Cái bộ lỡ đợt này em ra cho các chị là lâu lắm nữa em mới có hàng á. Chắc đây tới Tết là em sẽ không có ra lâu lỡ nữa mà tất cả em sẽ ra dài cho các chị hết nha. Nên là chị thích, chị nào thích lỡ thì các chị chốt về mình để dành mình mặc.
cho nó thoải mái. Rồi lên giúp em màu xanh lá cả nhà, chốt em mã xanh lá. Chốt em xanh lá cả nhà ơi, xanh lá. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nâu. Chốt em mã nâu ạ. Nâu. Cho em bộ hồng ruốc luôn đi chị. Cho em bộ hồng ruốc. Lên giúp em mã này là mã nâu với anh nâu. Ok chị lấy ha. Giờ em chiều lại cho chị hai bộ đó. Ê, rút một đây còn nè. Rút còn mực 1, 4. Rồi màu rút em còn được, hồng rút em còn được 1, 4, 5 cả nhà. Ủa em rút có rồi mà. Trời ơi, nó chưa có hết chứ, em tưởng đâu nó hết. Tình chứ. Quýu quá trơn, có ai làm gì đâu mà quýu quá trơn, quên tới quên, quên trước quên sau. Không biết luôn nha chị Yến Nhi Nguyễn ơi. Nâu size số 2 em chốt cho chị Châu Thị Ngọc Thúy. Mã lạ, mã cà phê sữa với mã tím size số 6 còn không chị? Lạ, cà phê sữa, rồi tím. Rồi em chốt cho chị Tuyết Lê 3 bộ, size số 6. Size số 6 cho chị Tuyết Lê 3 bộ nè, màu tím, màu cà phê sữa với màu lạ, size số 6 cho chị Tuyết Lê. Bộ đỏ size số 2 cho chị Đào Lê. Đỏ, đỏ 2 cho chị Đào Lê là em hết đỏ 2 luôn. Chị Đào Phan chứ em xin lỗi. Người ta Đào Phan mà kêu thành Đào, mà gọi thành Đào Lê luôn. Thành trái cây luôn. Cà phê sữa cả nhà ơi, cà phê sữa nha. Cà phê sữa em còn được size 2, size 2 với lại là size số 5 hả chị? Còn không? Rồi cà phê sữa em chỉ còn 2 với 5 thôi các chị. 57kg cao bao nhiêu chị Hạnh Đặng ơi? 57kg chị cao mét 56, 57 trở lên chị mặc size số 2 được ạ. Màu này chị mặc size số 2, gọn người mặc size số 2 được ha. Cà phê sữa còn bộ 1 em đưa chị rồi mà. Quên à chứ. Bộ màu cà phê sữa size số 1 mà nãy em rút em đưa chị rồi đó. Rồi lên giúp em màu này màu cà phê sữa nha cả nhà. Màu cà phê sữa. Rồi em qua mẫu nha cả nhà ơi. Cái chị muốn mua ống nhỏ đúng không? Ống nhỏ thì em có cái hàng Ati Mỹ nè. Hàng này là hàng đang sale nhưng mà nó không có size nha. Hàng resize 95.000 bộ. Hàng Ati Mỹ rất là đẹp cả nhà ơi, vải đẹp lắm nha. Nhưng mà hàng này là tầm khoảng 62kg đến 66-67kg. Nó chỉ có một size, nó tương đương với size số 4 của mình á. Là cái chị mặc đẹp. Hồng ruốc em hết size số 2 rồi. Hồng đất em còn size 2 chứ hồng ruốc là em hết. Đây cái bộ Ati Mỹ này nè cả nhà. Bộ này là tầm khoảng 62 đến 65-67kg. Chị mặc ok. Nâu còn size 4 không hả chị? Còn chị. Nâu em còn size 4 đó. Đây bộ này là bộ Ati Mỹ, quần ống ôm, quần này, đồ này cái chị mặc ở nhà nè, 95.000. Chị có muốn xem bộ này thì em lên cho mấy chị xem ạ. À. Bộ em mặc là bộ màu xanh nhạt, em còn đủ size đó chị. Xanh nhạt em đang mặc là còn từ size 1 đến size 6. Ở xanh nhạt này hết 6 hả chị, còn không chị? Xanh nhạt này em còn từ size 1 đến size 6 cả nhà. Cả nhà chốt thì lên giúp em xanh nhạt kèm size giúp em ha. Rồi các chị có muốn coi mẫu này không? Em lên cho 62 đến 66, 67 kg mặc vừa nè, nó có size 1 à. Hàng Ati Mỹ. Xanh nhạt size số 3 cho chị Châu Lệ Tường. Quần giả váy lửng em đang mặc là 120 chứ, 120. Xanh lá size số 2 em chốt cho chị Anh Trần. Ok chị Anh Trần. Xanh lá size số 2.
Thì em đã nói rồi chị, hàng nhà em là hàng không bao giờ, không phải là hàng mà cái chị mua ở mặt không vừa là chị mặc chật hay là chị mặc làm sao. Em đã nói với cái chị trước rồi, hàng nhà em mua hàng thì vui lòng cho em cân nặng chiều cao. Cứ lên đừng có lấy ở ngoài chợ, thứ nhất đừng lấy hàng ngoài chợ, đừng lấy shop khác. Qua shop em để so sánh, thứ nhất chất liệu vải nó khác, thứ hai form dáng nó khác, không có giống. Hàng em đã nói đi nói lại rất là nhiều lần, sao mà cái chị mua mỗi shop người ta may cái form khác nhau, mỗi xưởng may form khác nhau, sao đi gắn qua shop này shop kia được. Rồi giờ mua về mặt không vừa rồi đổ thừa, trong khi đó là em nói đi nói lại là cho cân nặng chiều cao và em tư vấn sai rất là kỹ nha. Mặt không vừa thì gửi cho em đổi lại, mai mốt rút kinh nghiệm giùm em nha chế. Hàng mình mua shop nào thì mình cho cân nặng chiều cao của ở shop đó, người ta canh size cho mình, mình tự chọn xong rồi về mặt không vừa. Khi mà em tư vấn thì cái chị không chịu lắng nghe em nói cái gì hết trơn á, em nói cái gì mặt sát em, còn mấy chị muốn chốt size nào là chuyện của mấy chị. Rồi cái tới chừng mà về mặt không vừa thì lại là đổ thừa nha. Chị Nguyễn An xanh nhạt em đang mặc, cho em cân nặng chiều cao chị Nguyễn An. Bộ em mặc là màu xanh nhạt, chị nào lấy thì lên giúp em xanh nhạt ha. 65kg, cao 1m55 trở lên, mặc size 4 nha chị Lê Kim Liễu. 57kg chị cao bao nhiêu chị Hạnh Đặng. Xanh lá size số 2 em chốt cho chị Châu Thị Ngọc Thí. Mỗi một chợ, mỗi một xưởng mai hàng của em không để hàng chợ, hàng của em không để sỉ luôn. Bà ba là em bán một mình ơn chị Tư em ra là một mình ơn em bán, không có bán cho ai hết. Là form là em đã nói với cái chị rất là kỹ rồi, nên là canh sai cả hàng màu và hàng bông em cũng phải nhắc nhở mấy chị. Nhiều là hàng bông là cái chị mặc là cái size nó ôm hơn cái hàng màu nha. Em canh sai cho mấy chị đâu có lúc nào mà mấy đâu phải là em canh em lấy đại, trừ khi là mấy chị cứ lên cứ chốt vậy hỏi cân nặng chiều cao có nhiều chị còn không cho nữa. Mặt không vừa thì gửi lại chị, gửi lại em đổi size cho mình nha. Hàng đổi thì phí ship cái chị thanh toán giúp em nha. Ở trên cái bill tính tiền, cái bill màu hồng hồng ở bên em đó có địa chỉ, cái chị gửi vào đó giùm em. Xanh nhạt 67kg chị cao bao nhiêu chị Minh Châu Vũ ơi. Xanh nhạt size số 2 em chốt cho chị Thiên An Võ. 57kg cao 1m6, hàng màu này chị mặc size số 2 giùm em nha chị Hạnh Đặng. Hàng màu này chị Hạnh Đặng mặc size số 2 giùm em. Dì ba con đang like gì không? Con nói chút xíu rồi, ta thấy mà like đều nói chút xíu rồi. Cái số này ta mới nhắn tin qua cái số của nó còn 7 mấy ngàn mà giờ nó không cho gọi nữa mà nạp 50 ngàn vô. Có cái tiền cũ còn xài được không? Hả? Được thì nạp không được. Thôi nạp với ông Chí thôi, ba bỏ luôn đi. Vậy bỏ luôn nha. Dạ. Đâu có còn xài cái sim đó đâu nữa đâu thì ba quỷ luôn đi. Rồi nạp vô chi nữa, nạp vô không không xài được cái mất thêm 50 ngàn. Rồi ba xài một sim thôi, ba xài chi hai ba sim. Giờ má xài số khác rồi. Ba em hả? Em ở dưới anh ba chị ba em đó. Xanh nhạt size số 1 cho chị Nguyễn An. Chị Nguyễn Thị Hên ơi, quần dạ váy màu hồng sen hay gì chị? Bộ 185 ngàn á hả, đúng không? Đúng thì chị ok giúp em ha. Chị Minh Châu Vũ ơi, chị 1m55 67kg, nếu như mà chị gọn người thì chị lấy giúp giùm em size số 4. Gọn người thích mặc ôm thì lấy size số 4 nha chị, còn nếu như mà mình lớn tuổi mà mình có bụng nhiều thì chị lấy lên size 5 giùm em nha. 57kg chị lấy size số 3 em à. 57kg chị Định Nguyễn cao bao nhiêu? Nãy giờ em thấy chị chốt size 3 đó chị. Chị lên size nào là em chốt cho chị size đó đó. Chị Lê Kim Liễu ơi, lên màu giúp em. Màu đen em chỉ còn được size 1 với size 6, size 1 với size 3 thôi cả nhà.
Màu đen em chỉ còn 1 với 3 thôi nha. Cái chị lưu ý giúp em nè, em canh size cho các chị là em canh theo cân nặng chiều cao các chị cho là cái thứ nhất nha. Em dựa vào đó là cái cơ bản nhất. Thứ hai là em sẽ hỏi cái tạng người của các chị, nên là ví dụ như tạng người của các chị như thế nào thì các chị nhớ là cho em biết để em canh size. Tại vì ba chị mà cùng một cân nặng, cùng một chiều cao là ba chị mặc ba size khác nhau tùy theo tạng người nha. Có chị thì mông to, đùi to nhưng mà cái eo nó nhỏ, cái phần trên nó nhỏ. Cái chị lấy cái áo cái chị mặc vừa thì cái quần cái chị mặc nó sợ nó bị ôm, mà cái quần mặc vừa cái mông á, thì cái áo nó bị rộng, nên mình về mình phải chỉnh lại một tí xíu. Còn có nhiều chị á, là cái bụng nó nhiều nhưng mà cái mông nó nhỏ, cái chân nó nhỏ là mặc cái size khác nữa. Rồi có chị thì lớn tuổi, chị thì lớn tuổi U70, U6 mấy, U70, U7 mấy là mặc cái size khác. Còn ví dụ cái chị còn trẻ 50 mấy tuổi trở xuống thì cái chị mặc size khác nữa. Đó, nên là cái chị phải là cho em xin thêm thông tin, hoặc là cái chị phải canh phụ em, tiếp em tí xíu nữa là cái tạng người của mình thuộc cái tạng người như thế nào, dáng người của mình mặc làm sao. Đó, thì canh phụ em. Còn số ký thì dữ liệu em đưa cho cái chị là số ký ở size đó là nó nằm dao động từ cái khoảng đó vậy đó. Đó, nên là cái chị canh tiếp em để về mình mặc. Hạn chế tối đa cái vấn đề cho các chị đổi trả. Tại vì hàng mà em gửi tới cho các chị mà các chị mặc không vừa, các chị đi đổi là các chị sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Các chị sẽ nhăn liền và các chị nói: ôi chị không có biết gửi em ơi nha. Còn nếu mà không biết gửi thì nhờ con cháu đi gửi giùm các chị. Hoặc là chị nào mà ở ngay thị trấn, ngay thị xã đó là nó có bưu điện hết trơn à, mình đem ra đó mình gửi bình thường lắm nha. Không có thời gian để lên chị Kiều Hoa. Mẫu về liên tục, đồ về liên tục, em không có kịp để em lên đồ nha. 1m55, 57kg là chị, nãy giờ em thấy chị chốt size 3 đó chị Tịnh Nguyễn nha. Thì chị chốt size nào thì em lấy cho chị size đó. Màu tím em chỉ còn size số 6 thôi các chị. Hết luôn hay gì rồi? Tím em hết luôn hay sao á? Vậy là màu tím từ size 1 đến size 6 là em hết, em không có còn màu nào hết đó chị. 1m40 nặng 52kg. Mặc size số 2 giúp giùm em nha chị Lưu Đặng ơi. Xanh nhạt size số 4 em chốt cho chị Út Bé. Còn đúng không chị? Chị lấy màu xanh gì chị Nguyễn Thị Hên ơi? Em có xanh lá với xanh nhạt, em đang mặc là xanh nhạt, còn màu này là màu xanh lá nè chị. Màu này là màu xanh lá nè, chị lấy xanh gì em lấy cho. Bộ em đang mặc là màu xanh nhạt, em còn cả nhà. Màu xanh nhạt em còn hàng nha. Đây của chị Út Bé. Bới dây. Rồi tiếp nha cả nhà ơi. Xanh nhạt size số 4 cho chị Nguyễn Hà. Rộng dài giảm với dài em đang hết hàng, chưa có hàng cả nhà. Số điện thoại của chị Út Bé bị lộn, bấm lại. Chị nào có số rồi thì khỏi cho em lại số mới nha cả nhà, đừng bấm nữa nha. Còn chị nào đổi số điện thoại hoặc khách mới thì phải cho em, còn khách cũ á, đã gọi được liên hệ với cái chị rồi thì cái chị khỏi cần phải cho lại số, để cái chị bấm nhiều lần quá nó cũng bị sai nữa đó. Xanh nhạt xe số 1 em chốt cho chị Hoài Ngô. Hoài Nga Lô hả? Em chốt cho chị Hoài Nga xanh nhạt size số 1. Còn giả váy còn ống rộng gì không chị?
còn lẻ lẻ gì không, đem xuống like tiếp. Mấy chị muốn mua ống rộng với dạ váy đúng không, còn mấy bộ dài lẻ lẻ em lên cho mấy chị luôn nha. Chị Nguyễn Thị Hên ơi, bây giờ chị chốt cái mẫu đó, khi nào có, khi nào em like đi chị, rồi chị canh like chị mua giùm em ha. Chứ giờ không có thấy cái hàng đó rồi à, chị chốt rồi nó lộn xộn lắm, mắc công không có đúng màu mình yêu cầu. Thế này em lên đi, còn sai thì mình chốt nha chị. Chị quăng cái cục đó xuống cho em. Nào không có dấu à, bữa nay không có dấu à. Xanh lá size số 3 em chốt cho chị Định Nguyễn. Còn mấy bộ lẻ lẻ để em like cho mấy chị luôn. Chốt rồi xả, chốt rồi xả nó vậy đó mấy chị. Trời, cái bộ này là siêu phẩm mấy chị. Siêu phẩm ống rộng dài, chị nào size số 6 chốt liền với em. Hàng bơm. Bộ này là hàng bơm. Mấy còn nè. Siêu phẩm, lên giúp em mã họa tiết 6 nha cả nhà, 70 đến 75 kg, bộ ống rộng dài. Bộ này 130, em bán em sale xuống cho mấy chị còn 110. Chốt giúp em ha, 110. Lên giúp em 110 họa tiết 6. Chị nào size 6 chốt. Bộ này rất đẹp, 70 đến 75 kg. Bộ ống rộng dài cả nhà. 70 đến 75 kg nhân 110.000 lên giúp em họa tiết 6. Họa tiết 6 cho chị Đặng Thu. 110.000. Hết rồi chị, hết rồi. Không, chị thấy có hai cái bộ màu bông màu nâu á. Vậy hả? Đơn này ngày mai bên em mới gọi chốt nha cả nhà, hôm nay em sẽ không có chốt nha. Vàng đét ơi nó đẹp cả nhà ơi, mấy bộ này bơm nữa nè mấy chị, bơm nữa nè, size số 1, chị nào size số 1 chốt nha. 50 kg trở lại mặt dừa, 3 bộ rất là đẹp luôn, ống rộng luôn nha. Dạ bán luôn chị, 110 luôn nha cả nhà. Đẹp quá. Xe số 1 50 kg trở lại mặt dừa, lên giúp giùm em mã này là mã M1 giúp em luôn nha, 110 luôn. M1. Giải là siêu đẹp nha cả nhà. Hàng bơm là hàng đẹp không hả mấy chị? 50 kg trở lại mặt dừa cả nhà ơi, cả nhà chốt giúp em mã này là mã M1 nha. Lên giúp em mã M1 size 50 kg trở lại mặt dừa cho em M1. Lên giúp em nhí đỏ 1. Bơm 3 bộ size số 1. Cho em nhí đỏ 1 cả nhà, nhí đỏ 1. Không chị. Không có nha chị, tự thương lấy mình. Hàng bơm có size nào lên size đó mấy chị nha. Lên giúp giùm em bộ này nha, nhí đỏ. Chốt em nhí đỏ size số 1.
Rồi em có bộ này. Mã vàng size số 2 50 đến 55 kg lên giúp em mã vàng, mã M1, em chốt cho chị Anh Trần. Chị 60 kg chị mặc size số 1 còn sao vừa chị Anh Trần. Hàng bơm chốt kỹ giùm em nha mấy chị, hàng bơm là hàng sale em không có đổi trả nha, về mặt không vừa cũng phải lấy đó. Nên là các chị đẹp nhà em chốt kỹ giùm em. Em lên mỗi một bộ đồ em mặc là em đều có nói cái size cho mấy chị và cái số ký hết. Nên là nghe kỹ giùm em rồi mình chốt. Nhí đỏ chị Mỹ Âu lên giúp em cân nặng chiều cao kèm theo, lên giúp em cân nặng chiều cao đi chị Mỹ Âu. Rồi lên giúp em bộ này mã nhí và mã vàng giúp em cả nhà, mã vàng. Ống rộng dài 110.000 một bộ. Em sale 110.000. Cả nhà chốt giúp em bộ này nha. Lên giúp em mã này là mã vàng size số 2 50 đến 55 kg mặc dừa. Dễ thun nha, dễ thun hết nha mấy chị. Lên giúp em bộ này cả nhà. Dạ dạ. Lên giúp em mã vàng size số 2 ha, 50 đến 55 kg. Vàng 2 em chốt cho chị Định Nguyễn. Chị Định Nguyễn mặc size số 2 vừa không? Mấy cái hàng này em đọc 55 kg là 55 kg trở lại thôi nha. 57 kg lên không vừa rồi về mặc không vừa rồi đổi lại, em không có cho đổi, hàng sale là em không có cho đổi. Chập gọng gì mấy chị cũng lấy hết á, nên là chốt kỹ giúp giùm em. Chị Mỹ Âu mặc không có vừa chị. Size 1 em đưa lên em canh có 50 kg trở lại mà mấy chị có 50 mấy kg mấy chị chô, mấy chị chốt sao mấy chị mặc vừa. Bộ em mặc là mã M1 50 kg trở lại mặc vừa, eo 72 trở lại các chị mặc ok nha. Rồi mã nhí đỏ này cũng là size số 1 luôn. 110.000 ống rộng dài, em có 2 bộ. Rồi hai bộ size số 1. Rồi em có hai bộ này. Một bộ size số 2, quên, một bộ size số 4 và một bộ size số 6. 120.000. Quần giả váy dài 120, em có một bộ size 4. Một bộ size số 4 cả nhà ơi. 65 66 kg trở lại mặt dừa và một bộ size số 6 là 75 76 kg. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em mã này, mã vàng nâu. 120 vàng nâu quần giả váy dài. Em có một bộ size 4, 65 66 kg trở lại mặt dừa và một bộ size số 6, 75 76 kg trở lại mặt dừa quần giả váy dài giúp em ha. 120.000 cả nhà chốt em. Vàng nâu. Vàng nâu 4 em chốt cho bà ngoại Sì Tin. Vàng nâu 6 em chốt cho chị Đặng Thu. Hàng nhà em đừng có so sánh với hàng của nhà khác chị. Hàng nhà khác người ta may cái xưởng khác, còn nhà hàng nhà em may cái xưởng nhà em nó khác với xưởng của người ta nên đừng có so sánh nha. Quần giả váy lỡ màu. Em có 2 bộ, em sale cho các chị còn 100.000 bộ. 65 kg trở lại mặt dừa, em có 2 màu, một bộ màu hồng sen với một bộ màu tím, rất là đẹp luôn.
cái chị mua hàng ở shop nào không có quan trọng nha, nhưng mà khi mà qua shop nào các chị mua thì các chị phải theo cái size của cái shop người ta. Chứ bây giờ ở bên kia người ta bán hàng khác, cái size nó khác, cái form nó khác, rồi cái chị qua bên đây cái chị mua hàng khác, cái chị đem cái size đó các chị gắn qua cái bên này sao mua được, sao được. Rồi chốt giúp giùm em nha cả nhà ơi, lên giúp giùm em mẫu này. Hồng sen size số 4 chốt cho bà ngoại xì tin. Rồi bộ này 100.000 luôn, màu tím giúp em cả nhà, lên giúp giùm em 100 tím. Rồi mặt không vừa, chốt không vừa rồi em cho kiểm tra hàng, rồi mặt không vừa rồi các chị lại là bơm hàng em đó. Mà lúc em tư vấn thì các chị không chịu. Lên giúp em tím nha cả nhà, tím. Lên giúp giùm em là tím 4, cả nhà lên giúp em tím 4, 60 65 kg mặt vừa. Chốt em tím 4 cả nhà, tím 4. Các chị lên không có cái size em sẽ không chốt nha. Hàng sale chốt kỹ giúp em xíu mấy chị, hàng sale là hàng em xả đó, xả lẻ đó, xả bơm á. Rồi size số 6. Trời nó to thế. Bộ này 75 80 kg mặt. 75 đến 80 kg mặt vừa. To lắm cả nhà, bộ này to đó, 75 đến 80 kg. Rồi bộ này em sale cho cả nhà mình 100.000 luôn ha. Có hai bộ à. Lên giúp giùm em là mã M6. 75 đến 80 kg mặt. Bộ đó 80 mấy ký chị mặc còn được luôn á. Bự lắm. Bộ này vải nó bị lỗi rồi cả nhà ơi. Thôi em bán cho chị nào combo hai bộ này đi. Hai bộ này em bán cho mấy chị đẹp nhà em. Cái bộ này nó bị... cái màu này nó rất là đẹp. Nhưng mà cái vải ở phía sau nè, cái chị nhìn nè. Giống như là nó bị phấn hay nó bị cái gì vậy đó. Phải không ta? Này phải nó bị phấn không? Hủi nó ra không? Ra đúng không? Biết mà em thấy cái màu nó nhạt nhạt vậy nè mấy chị, nhìn kỹ thì nó sẽ thấy nha, nhìn kỹ nó sẽ thấy. Nói chung cái này em bán cho các chị vừa bán là vừa tặng luôn nha. Hai bộ này là 120.000. Hai bộ đó 120 chị đẹp nào lấy đi. Hai bộ size số 6 nhưng mà size to nha, size bự á. Size tầm khoảng 76-77kg đến 80kg cái chị mặc á, 80 hoặc 82kg cái chị mặc cũng được. Hai bộ size số 6 đó em bán cho mấy chị 120, nó rất là đẹp luôn, để em mặc thử cho mấy chị coi nha. Nhưng mà tại vì nó bị một nó to, size nó to tại vì khách hàng nhà em là trước giờ em không có size 80kg. À, cái này hai bộ này chị Tư chỉ gửi qua cho em gửi sâu nè, chắc là hàng cù của xưởng, ổ anh của cái thợ trả lại mấy chị. Hai bộ 120 ha, coi như là các chị mua một bộ em tặng một bộ. Đây. Nhưng mà chị nào lấy hai bộ nha, một bộ em không bán. Tại vì nó lẻ có hai bộ à. Đó. Chị nào hai bộ chốt đi. Hai bộ size 6 em chốt cho chị Huỳnh Thị Xanh ha. Ok chị 120.000. Rất là đẹp luôn. Về chỉnh lại giúp giùm em tí xíu nha chị. Chị mặc có rộng thì cắt cái áo lại giúp giùm em nha. Bóp cái áo lại giúp giùm em nha. Chị Quỳnh Thị Xanh ok không? Tại vì nó bự hơn chị đó. Nếu như bộ này chị mặc là bự hơn chị đó. Tím 4 cho chị Nguyễn Hà. Về chị Quỳnh Thị Xanh sửa lại giúp em nha. Chỉnh lại giúp em nha. Còn cái áo này ở phía sau á chị, là nó hơi nhạt, nó có mấy cái đốm đó, nó hơi nhạt nhạt tí xíu, thấy không chị đẹp? Thấy dạng dạng đúng không? Rồi nha chị, hai bộ giải rất là đẹp, thun lai dâm luôn. Về chị mặc cái quần không cũng đẹp nữa,
quần mình mặc với áo khác cũng được. Quần nó không có bị mà cái áo cái tà sau á. Rồi em có hai bộ, một bộ size 3 với một bộ size 4. Em chào chị Hà Tạ. Một bộ size 3 với một bộ size 4, bộ này em sale cho cả nhà mình còn 120 hả? Bộ này hôm bữa mình bán gì? Bộ này hôm bữa mình bán 140. Rồi em sale cho mấy chị còn 120 luôn nha mấy chị ơi. Bộ riêng em có một bộ size 3 60kg trở lại mặc vừa và một bộ size 4 là 65kg. Bộ này em còn được hai, em còn được hai bộ này, cái nhà lên giúp em mã này, mã bông nâu. Bông nâu 60kg, eo 80-81 trở lại mặc vừa và size số 4 là 65kg, eo 85-86 trở lại cả nhà. Em có hai bộ. Dạ hết rồi chị Ngọc Như ơi. Em chốt size 3 cho chị Hà Huỳnh một bộ, rồi em còn một bộ size 4 cả nhà. Em còn một bộ size 4, lên giúp em mã nâu đi, nâu 4, rất là đẹp luôn, giả váy nha, giả váy dài ren. Cái lô này em hết trơn rồi nè, cái này là hàng bơm về tiếp tục nha cả nhà. Bơm về nó lẻ lẻ, về bộ vậy đó. Rồi chốt giúp em nha. Lên giúp em bông nâu. Em còn size 60-65kg. Size 65kg, 60-61-65kg cả nha. Eo tầm khoảng bông nâu size 4. Chị nào lấy 4 thì lên bông nâu 4 giùm em. Chị Trần Trần vậy nè, chị 60kg chị cao bao nhiêu? Chị nào chốt thì lên giúp em bông nâu 4 cả nha. Đổi bọc đi chị. Bông nâu 4 cả nhà, bông nâu 4. Nhí vàng, em còn được một bộ size số 3 với một bộ size số 6. Chào, cái bộ này là khách nhà em, ta nói là săn cháy hàng luôn, không có. Một mét 58 60kg thì mình mặc size số 3, nhưng mà em hết size 3 rồi nha chị. Rồi lên giúp em bộ này nha cả nhà, nhí vàng. Nhí vàng em còn bộ size 3 với bộ size 6. Size 3 là 60kg trở lại và size số 6 là 75-76kg. Bông nâu size số 4 em chốt cho chị Đặng Thị Lý. Nhí vàng 3 em chốt cho chị Hà Huỳnh. Rồi em còn bộ nhí vàng 6. Em còn một bộ nhí vàng 6 cả nhà ơi. Nhí vàng 3 em hết, em còn bộ nhí vàng 6. 120, size 120 ngàn một bộ. Mã họa tiết em còn được một bộ size 3 với một bộ size 4, mã họa tiết. Nhí vàng 6 em chốt cho chị Đặng Thu. Họa tiết em còn được một bộ size 3 với một bộ size 4 cả nhà, chốt giúp em nha. 120 ngàn luôn, lên giúp em mã họa tiết. Họa tiết em còn bộ size 3 với một bộ size 4. Đẹp quá. Bộ họa tiết này là xuất sắc. Họa tiết em còn một bộ size 3 với một bộ size 4, lên giúp em mã họa tiết cả nhà, 120.000 quần giả váy dài nha. Họa tiết size số 3 em chốt cho chị Mai Nguyễn. Em còn bộ họa tiết 4. Nhí vàng 6 em hết rồi. Em còn một bộ họa tiết size số 4. Rồi cả nhà chốt em họa tiết 4 nha. Em còn bộ họa tiết 4. Họa tiết 4 em chốt cho chị bà ngoại Sì Tin.
63kg, cao 1m51, eo 85-86 trở lại thì mặc size số 4 chị. Rồi lên giúp em Coban 4, em còn một bộ. Coban 4 60-65kg em còn được một bộ. Eo 85-86 ha. Chị nào thích ôm tí xíu thì 87 thôi, còn không thì 85-86 trở lại mặc nó sẽ ok. Không em không có quần chính tất chị. Quần chính tất thì chỉ có mang gồ mới có hàng chính tất thôi ha. Đồ mặc nhà. Lên giúp em Coban 4 cả nhà. Coban 4 220 ngàn một bộ giúp em luôn. Lên giúp em mã Coban 4. Đẹp quá trời đẹp luôn. Giải này mặc siêu nhẹ và siêu mát nha các chị yêu. Giúp em Coban cả nhà. Xanh ngọc 6, em có một bộ. Coban 4 cho chị Đặng Thu. Chốm em xanh ngọc size số 6. 71, 72kg đến 75, 76kg cả nhà mặc vừa. Lên giúp em bộ này 120 ngàn. Chốm em là Coban, dạ 85kg em không có. Ủa quên, xanh ngọc lộn. Xanh ngọc 6 cả nhà, 70, 75kg. Nha, chị nào cao cao tí xíu thì 76, còn không 75kg thôi. Lên giúp em bộ này mã xanh ngọc. Xanh ngọc 6 cho chị Đặng Thu. Xanh ngọc 6 cho chị Đặng Thu. Chị Đặng Thu là khách mới bên em hả chị? Chị Đặng Thu chị là khách mới đúng không? Em không thấy, em không thấy đơn. Dạ. Chị Đặng Thu là khách mới đúng không chị? Khách mới chị mua hàng sale thì chị mua nhiều chị cọc cạc giùm em nha. Vải thun chị đúng rồi. Dạ. Dạ bà ngoại Sitin. Mua nhiều thì cọc cạc giùm em hoặc là chuyển khoản chị, hoặc là chuyển khoản cọc nha. Cọc cạc 50 hoặc cọc cạc 100 giùm em. Tại vì mấy cái hàng này là hàng em đã bơm về, em đang xả cho mấy chị ha. Nên là chị nào chốt 3-4 bộ trở lên thì cọc giùm em. Khách cũ mà sao em không thấy đơn ta? Chị có xài nick mới, số điện thoại mới thôi chị. Em không có thấy đơn của chị. Chị mua bên em lâu chưa chị Đặng Thu ơi? Rồi em có bộ này size số 3, lên giúp em mã hồng đi cả nhà, mã hồng. Mã hồng em có bộ size 3. 60kg trở lại mặc vừa, lên giúp em mã hồng. Mã hồng giúp em cả nhà ơi, 60kg trở lại mặc vừa chốt em mã hồng nha. Ok chị, nếu mà khách cũ thì mấy bạn nhà em sẽ không nhờ cọc, nhưng mà khách mới thì mấy bạn nhà em nhờ cọc nha, để mấy bạn kiểm tra, tại vì em kiểm tra trên đây em không thấy. Rồi lên giúp giùm em bộ này nha cả nhà. Mã hồng, lên giúp em hồng 3. Ok chị. Ok chị Đặng Thu nha, để mấy bạn nhà em chốt đơn đi mấy bạn kiểm tra, nếu mà khách mới thì mấy bạn nhà em sẽ nhờ chị cọc, còn khách cũ thì khỏi chị. Chị Huỳnh Pha ơi, chị 60kg chị cao bao nhiêu vậy? 60kg cao bao nhiêu vậy chị? Em chốt chị bộ hồng 3 nha, cho em xin cái chiều cao. Rồi bộ cuối cùng size 3 luôn cả nhà. Lên giúp em mã nhí đỏ. Chốt em mã nhí đỏ. Chốt em mã nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ. 60kg trở lại mặc vừa luôn.
eo 80 81 trở lại. Lên giúp giùm em mã này. Nhí đỏ cả nhà ơi, nhí đỏ. Chốt em mã nhí đỏ các chị. Chốt em nhí đỏ. Nhí đỏ xe ban chốt cho chị Đặng Thị Lý. Chị Đặng Thị Lý cân nặng chiều cao bao nhiêu chị ơi? Em thấy chị chốt bộ size 3 với bộ size 4 á. Cho em cân nặng chiều cao luôn. Hàng này là đừng có xả, đừng có đổi giùm em nữa nha mấy chị. Rồi em hết cái hàng giả bấy nha cả nhà ơi. Còn nhiêu đây hả chị? Tự nhiên nó đuối người. Bông tím em còn một bộ xe 2 với một bộ xe 5. Còn một bộ size 2 với một bộ size 5. Cái bộ này là bộ ống rộng dài giúp em. Size 2 55kg trở lại mặt dừa. Và size số 5 là tầm khoảng 70kg ha. 70kg. Cao 1m57, 58 trở lên giúp em. Còn chị nào hơi thấp người thì tầm khoảng 6-7kg thôi nha mấy chị. Chị có mua bên em lần nào chưa chị Đặng Thị Lý? Chị có mua bên em lần nào chưa là size 3, size 4 chị mặc vừa đúng không ạ? Bông tím size số 5 em chốt cho chị Đặng Thu. Bộ này em sale cho cả nhà mình còn... Ủa, em sale còn nhiêu chị? 110 hả? Có 110 hay 115 gì đúng không? Rồi, bộ này em sale cho cả nhà mình còn 100 ngàn ha. Bông tím em còn bộ size số 2. Bông tím 5 cho chị Đặng Thu. Bộ này là bộ ống rộng dài nha cả nhà, ống rộng dài. Bông tím em còn bộ size 2 cả nhà. 55kg trở lại, eo 75, 76 trở lại cả nhà mặc vừa. Bông tím size số 2 em còn một bộ 100 ngàn nha cả nhà. Ống rộng nha, bộ này là ống rộng dài. Em còn được một bộ bông nâu size số 5 luôn. Em còn được một bộ bông nâu size số 5 cả nhà. Chưa mua lần nào chị chốt đơn về về chị mặc vừa không chị? Mét 55, 55kg là thường mặc bên em là em canh size 2. Lớn tuổi thì mình mặc size 3, size 4 gì đó. Còn nãy giờ chị lấy size 3, size 4 nghĩa là chị lấy lớn hơn của chị một size đó. Nếu mà size chuẩn là lớn hơn một size. Chị chịu chốt hai bộ đó không? Chịu thì em lấy, còn không thì em xả ra. Hàng sale là em không có hỗ trợ đổi trả. Hàng sale em không hỗ trợ đổi trả nên là về có rộng thì chị bóp vô giùm em. Được không? Chị Đặng Thị Lý hay được thì em chốt nha. Chị Thanh Lê bữa nay bé Thủy không có đi làm nha chị. Bông tím, bông nâu size số 5 cho chị Đặng Thu. Bông tím size số 2 cho chị Thúy Cao Thị. Chị Thanh Lê, chị Thanh Lê không được bộ tím rồi. Chị Thúy Cao Thị ok, em có số điện thoại của chị. Rồi, bộ bông nâu, bộ em mặc sale 100 ngàn bộ đó chị. Còn mấy bộ bơm em sale hết cho mấy chị luôn. Lên giúp em mã sọc. Mã sọc em còn một bộ size số 5. Rồi ok chị Đặng Thị Lý ha. Rồi 100 ngàn lên giúp em mã này là mã sọc đi cả nhà. Sọc 5. 65-70kg chị nào mà 66 tại chị nào mà 68-69-70kg thì cao 1m56-57 trở lên giúp em ha. Chị nào hơi thấp người
thì 67 68 ký trở lại. Nói chung bộ này là eo tầm khoảng 8 mấy 90 trở lại thôi. Lên giúp em bộ này mã sọc nha cả nhà, mã sọc. Sọc 5 100.000 luôn. Chứ em mã sọc 5, bộ này size số 5 mà form nó gọn lắm cả nhà. Bộ này em canh cho cả nhà mình 67 ký trở lại thôi ha. Chị nào 67 ký trở lại thì chốt giúp em bộ này size 5. 67 ký. Bộ này tầm khoảng 63 đến 67 ký là cái chị mặc ok, lên giúp giùm em mã này là mã sọc. 63 đến 67 ký lên giúp em mã sọc. 57 ký cho em chiều cao chị. Chốt em mã sọc cả nhà. 62 63 ký đến 67 ký mặc vừa. Dạ không có size của chị. Chị Man Phan ơi, không có size của chị bộ đó rồi. Ok, em chốt cho chị Anh Trần. Chị Anh Trần mặc bộ mã sọc đó được đó. Em chốt cho chị Anh Trần bộ đó 100.000. Rồi lên giúp em mã nhí đỏ cả nhà ơi. Chốt em mà lại mã này mã nhí đỏ ha. Size 2 là 52, 53 ký trở lại. Bộ này form nhỏ. Bộ này form nhỏ nha. Em canh cho mấy chị là size số 2 là 52 ký nha, 52 ký mặc mới vừa. Size số 4 là 62 ký. Và size số 5 là 67 ký. Rồi cả nhà chốt giúp em. Bộ nhí đỏ. Mã sọc em hết. Rồi em canh lại mã nhí đỏ cho các chị nha. Nhí đỏ em đang mặc size 2 là 52 ký, size số 4 là 62 ký và size số 5 là 67 ký. Rồi cả nhà chốt giúp giùm em mã nhí đỏ. Chốt em nhí đỏ nha cả nhà, nhí đỏ. Chốt em mã nhí đỏ 100.000 một bộ. Size 2 là 52 ký. Size 4 là 62 ký và size 5 là 66 67 ký. Nhí đỏ. Rồi bộ cuối cùng là bộ bông vàng. Số 4 nhí đỏ em chốt cho chị Duyên Trần. Chị Dương Thúy, ngày 22 tháng 8 gọi không có bắt máy, đơn xả rồi nha chị. Em thấy mấy bạn nốt là không bắt máy, đơn ngày 22 tháng 8 là xả đơn rồi ha. Rồi bộ này, bông vàng em có một bộ size 2, 55 ký trở lại mặt dừa. Bộ này thì 55 ký trở lại, ống rộng dài. Lên giúp giùm em mã này cả nhà ơi. Nhí đỏ size số 4 em hết rồi chị Lân Lê. Nhí đỏ size số 2 cho chị Mai Nguyễn. Size số 2 của nhí đỏ đó là 52 ký trở lại thôi nha chị Mai Nguyễn. Đại form nó nhỏ nha chị. Còn bộ bông vàng em đang mặc đó là 55 ký trở lại. Vải thun nha chị. Bông vàng size số 2 cho chị Thiết Cao Thị. Rồi, em hết nha, em còn nhí đỏ 2 với nhí đỏ 4. Ủa quên, nhí đỏ 2 với nhí đỏ 5. Rồi bông vàng em hết nha. Size số 2 là 50 đến 55 ký nha cả nhà. Eo 76 trở lại ha, 75 76 trở lại mặt dừa. Em còn bộ này size số 2, ống rộng dài luôn. Lên giúp em mã này là mã hoa. Hoa 2, 55 ký trở lại mặt dừa, chốt em hoa 2. Rồi em offline ở đây luôn nha cả nhà. Đơn này ngày mai mấy bạn nhà em sẽ gọi chốt đơn cho các chị nha. Xả cái đơn của chị Mai Nguyễn ra đi chị. 55 ký eo 75 76 trở lại mặt dừa, lên giúp em mã hoa 2. Cái nào bị chật thì gửi lại em đổi lại nha chị Lê Loan. Hoa 2 em chốt cho chị Mimi.
Bộ em mặc là 50-55kg, eo 75-76 trở lại mặt giường. Rồi em ớt cái like này ở đây luôn nha các chị. Đơn này ngày mai mấy bạn nhà em mới gọi điện chốt đơn. Chị nào có đơn thì để ý điện thoại giúp em nha. Đơn gọi được em mới đi đơn, còn gọi không được là em sẽ không có đi đơn ạ. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều.